Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 32. Lúc này, Tô Thương nhịn không được, giơ chân lên đá cho Vương Phú Quý một cái. Vương Phú Quý dù sao cũng là luyện khí tầng thứ 8, vốn định chống cự, nhưng không thể làm gì được, trực tiếp bị Tô Thương đá bay, cơ thể liên tục đập xuống đất, hiện trường bụi đất bay tung tóe. Tô đại thiếu gia, anh đánh tôi làm gì chứ? Vương Phú Quý đẩy bụi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn sang Tô Thương. Cậu muốn băm tôi làm trăm mảnh, tôi còn không thể đánh cậu sao? Tô Thương mặt tối sầm lại nói. Ặc. Vương Phú Quý dừng một chút, sau đó như tỉnh ngộ ra, khuôn mặt lập tức chứa đầy nụ cười, vội vàng chạy tới bóp vai cho Tô Thương, vừa bóp vừa làm lành, hì hì, cái đó, Tô đại thiếu gia, tôi không biết anh cũng tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái. Tô đại thiếu gia thần công cái thế, nếu như anh muốn tham gia, tất nhiên sẽ quét sạch thiên tài, không ai dám tranh giành, anh là hoàn toàn xứng đáng đứng nhất mà. Vương Phú Quý nói tiếp, nếu như tôi biết anh sẽ đi, có đánh chết tôi cũng không cắt mất may mắn nhất của anh đâu, tôi sai rồi, anh đánh là đúng mà. Nếu không thì, anh cứ đánh tôi thêm mấy phát nữa, để chút giận, thôi được rồi, vẫn nên là tôi tự đánh mình đi nha. Để tránh làm anh mệt chết thì nguy mất. Vừa nói, Vương Phú Quý không chút khách khí mà tự đánh mình mấy cái, âm thanh bốp bốp bên tai không dứt. Chấm than. Vương đại thiếu gia, không đến mức đó đâu, chúng ta là anh em, thật sự không đến mức đó đâu. Tô Thương vốn còn định dạy dỗ cho Vương Phú Quý một trận, nhưng nhìn thấy Vương Phú Quý như thế, nhất thời từ bỏ ý nghĩ này. Ha ha. Vương Phú Quý nghe nói như thế, lại lộ ra một nụ cười đắc ý, Tô đại thiếu gia, chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, là khổ nhục kế trong 36 kế đó. Từ sau khi tôi trở thành người tu chân, tôi phát hiện não của tôi trở nên thông minh hơn rồi, thế nào hả Tô đại thiếu gia, tôi lợi hại hay không chứ? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vẻ mặt Tô Thương lờ mờ, nó tự tát mình mấy cái mạnh như thế vào miệng. Ngược lại còn nói chính mình lợi hại sao? Còn khẳng định mình đã là trở nên thông minh hơn, chứ không phải là trở nên đại ngốc nữa hả? Có điều, Tô đại thiếu gia, mưu kế của tôi đã thành công, vẫn là nhờ may mắn vì có anh đó. Vương Phú Quý kéo dài tay Tô Thương, mắt đỏ lên, dùng tình cảm chân thành nói, tôi cũng biết anh sẽ đau lòng, nhìn thấy mặt tôi đau thì không thể chịu được cảnh tôi tiếp tục bị trừng trị mà, Tô đại thiếu gia. Anh chính là người đàn ông tôi say mê nhất trên đời này, tôi cực kỳ cảm động anh đó nha. Mưu kế. Cậu coi cái này là mưu kế sao? Đợi đã. Say mê. Nó chứ. Tô Thương tối sầm mặt lại, đang định hất tay Vương Phú Quý ra. Nhưng mà lúc này, bóng dáng của Thục Phân lập lòe, lập tức xuất hiện trên người Tô Thương, nhìn qua giống như đang ghen tuông vậy, cô ấy trực tiếp nắm lấy tay Vương Phú Quý. Dùng sức hất ra. Ngay sau đó, Thục Phân chặn ở trước mặt Tô Thương, sắc mặt khó coi nói, Vương đại thiếu gia, lấy tay của anh ra, đừng đụng đến cậu chủ của tôi. Tay của cậu chủ, cô chủ Lý Nguyệt có thể đụng, chị Tuyết Nhi có thể đụng, chị Tây Giao có thể đụng, nhưng anh thì không được. Thục Phân trịnh trọng uy hiếp, tôi cảnh cáo anh, cậu chủ tôi là thẳng. Hoàn toàn là trai thẳng đó, anh đừng nghĩ có thể bẻ cong được anh ấy nha. Tôi. Vương Phú Quý bối rối, không ngờ Thục Phân lại nghiêm túc nhắc nhở cậu ấy như vậy, vốn định phun ra mấy lời thơm tho, cộng thêm vài câu tinh túy của quốc gia nữa. Có điều, vừa nghĩ đến thực lực của Thục Phân, Vương Phú Quý luống cuống, e ngại rụt rụt đầu. Sợ rồi, sợ rồi. Vương Phú Quý nhỏ giọng nói, ý tá nhỏ. Cô đừng nóng giận, tôi sai rồi, con người của tôi miệng chó nhả không ra ngà voi, cô đừng chấp vặt với tôi. Miệng anh mới nhả không ra ngà voi ấy. Thục Phân vốn dĩ cũng là chó, sau khi nghe được Vương Phú Quý nói, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Đúng đúng đúng, là tôi không bằng chó má mà. Vương Phú Quý vội vàng nhận thua. Chó má. Thục Phân nhìn chăm chú Vương Phú Quý. Giận không kiềm được mà nói, chó chọc anh rồi hả, sao anh cứ luôn miệng nhắc đến chó thế, có ý gì hả? Ngoá! Y tá nhỏ, cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha,
tôi nói chó thì sao hả, liên quan rắm gì đến cô chứ? Vương Phú Quý nhịn không được, lẩm bẩm nói, nhìn cái dáng vẻ hung hăng của cô, coi cái đuôi hồ ly liên tục vểnh lên trời kìa, nể mặt Tô đại thiếu gia, bổn đại thiếu gia đây không tính toán với cô, nếu không thì một đầu ngón tay tôi có thể. A hát. Vương Phú Quý còn chưa nói hết, Thục Phân liền ra tay, tốc độ nhanh kinh người, Vương Phú Quý chưa kịp nhìn thấy cô ấy ra tay lúc nào thì cơ thể mình đã bị té bay ra ngoài rồi. Hồ ly lại chọc giận cô rồi hả? Hừm. Đầu tiên là nhắc đến chó, bây giờ lại lôi cả hồ ly ra nói, Thục Phân hoàn toàn bị làm cho tức điên lên rồi, không chịu buông tha Vương Phú Quý, đi tới đi lui đều là một cú đánh. Vương Phú Quý không hề có sức đánh trả, bị đánh đến gào khóc thảm thiết, kết cục cực kỳ thê thảm. Y tá nhỏ, tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Chúng ta ngày xưa không oán, bây giờ không thù, có cần thiết đánh thế không chứ? Tô đại thiếu gia, anh nhanh khuyên nhủ cô ấy đi. Mẹ kiếp, đừng có đánh mặt, cái cô nàng bạo lưu lưu sở điểm kia, chính là mê vẻ đẹp trai của tôi nên mới khăng khăng không dứt được tôi đó. Cô cứ đánh nát mặt tôi thế này, đời tôi coi như tiêu rồi. Chị dâu nhỏ, Tô Thương là anh ruột của tôi, cô chính là chị dâu nhỏ của tôi, ra tay lưu tình chút đi. Chấm chấm chấm. Vương Phú Quý chi chi oa oa gọi lung tung, cuối cùng mấy chữ chị dâu nhỏ này, lại dỗ được Thục Phân vui vẻ, đến tận lúc này mới dừng tay. Thục Phân, phòng tôi có 10 người đang tu luyện, điều này cô chắc là biết, cô đi đến phòng tôi trước. Nhìn thử xem các cô ấy tu luyện sao rồi. Lúc này Tô Thương khẽ cười nói, tôi nói chuyện riêng với Vương Đại Thiếu gia một chút. Vâng. Thục Phân cung kính trả lời, sau đó xoay người đi vào phòng khách. Cung tiễn chị dâu nhỏ, Vương Phú Quý bị đánh đến sợ hãi, mặt mũi bầm dập, vội vàng nịnh bợ nói. Lần sau không đánh anh nữa. Thục Phân nghe được ba chữ chị dâu nhỏ, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lúc này đưa ra lời hứa, sau đó cơ thể liền biến mất luôn. Tô đại thiếu gia, anh thành thật khai báo đi, cái cô y tá nhỏ này lai lịch thế nào, sao mạnh thế chứ? Sau khi đưa mắt nhìn Thục Phân rời đi, Vương Phú Quý nhịn không được mà hỏi. Cô ấy là, nô lệ, cũng là bạn của tôi. Tô Thương khẽ cười nói, còn về lai lịch, tôi sẽ không nói cho cậu biết, có điều, cô ấy bây giờ đã trúc cơ rồi. Tốt nhất cậu đừng có mà chọc vào. Trúc cơ. Vương Phú Quý nghe vậy, trong mắt lộ ra một vẻ cực kỳ hâm mộ, ngầu thế sao, nô lệ mà mạnh như vậy sao, đúng là xét về đến năng lực tìm phụ nữ, vẫn là anh, Tô đại thiếu gia siêu cấp công tử bột ở Giang Bắc. Nói nhảm thì tốt nhất im đi. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, cười cười nói, Vương đại thiếu gia, nếu cậu đã quyết định tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, tôi cũng không ngăn cản cậu. Vừa lúc tôi cũng phải tham gia, đến lúc đó tránh không được chuyện bại lộ thân phận của người tu chân, đại hội võ thuật của trăm tông phái, cậu có thể sử dụng toàn sức mạnh của mình, không cần giấu nữa. Tô Thương nói tiếp, tiểu y tá trong miệng cậu, sẽ cùng chúng ta đi núi Võ Đang, có cô ấy ở đó, chúng ta sẽ an toàn, dù thân phận là tu chân bị bại lộ, cũng không người nào dám đụng đến chúng ta chút nào đâu. Ha ha, được. Vương Phú Quý vui vẻ nói, lúc đầu tôi cho rằng, định chỉ một mình đi đến Võ Đang trong lòng còn sợ sệt, không ngờ Tô đại thiếu gia cũng đi, bây giờ tôi có niềm tin rồi. Tô Thương gật đầu nói, cậu là Thái Ly kiếm thể lại tiếp thu những thứ tôi truyền đạt cho cậu, trong tay không có vũ khí, lực chiến đấu sẽ rất yếu. Thế này đi, ngày mai chúng ta xuất phát cùng lúc, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, tôi sẽ luyện chế cho cậu một thanh kiếm. Để nâng cao lực chiến đấu của cậu, để từ đó, cậu chắc chắn đứng thứ hai của Đại hội Võ thuật Trăm Tông Phái. Tô Thương nói tiếp, cái thành tích này, chắc hẳn nhà họ Lưu sẽ hài lòng đó. Được, vậy thì cảm ơn Tô Đại Thiếu Gia. Vương Phú Quý biết ơn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thương nghe vậy, anh nhíu mày hỏi, cậu vừa nói cái gì? Cảm ơn Tô Đại. Bịch. Vương Phú Quý còn chưa nói hết câu thì Tô Thương đã quyết đoán ra tay, một đấm đấm Vương Phú Quý đập ngã xuống đất. Tôi coi cậu là anh em, cậu lại nói cảm ơn với tôi. Quan trọng là, lần trước lúc cậu nói cảm ơn, tôi đã đánh cậu một trận, cậu không nhớ đã đành, còn nói lần nữa.
Ai, tình cảm thật lạnh nhạt mà. Tô Thương một bên lắc đầu, một bên quay người đi vào trong phòng khách, trong mắt anh đều là vẻ thất vọng. Tại hiện trường, chỉ để lại Vương Phú Quý mờ mịt, cơ thể thỉnh thoảng co giật. Mấy phút sau, biệt thự tầng 3, phòng bên cạnh. Hai người Tô Thương và Vương Phú Quý mặt đối mặt, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hiện tại, Vương Phú Quý là tu chân giả luyện khí tầng 8, thể chất phi phàm, bị đánh một trận rất nhanh sẽ khỏi hoàn toàn. Lúc này, Vương Quý Phủ không còn đùa nữa, tò mò hỏi, Tô Đại Thiếu Gia, cậu luyện chế vũ khí thì gọi tôi tới làm gì? Cùng nhau luyện chế. Tô Thương thành thật nói, vũ khí mạnh mẽ chân chính là có linh tính. Bây giờ trong tay tôi có một phần nguyên liệu để luyện chế, có thể luyện chế một thanh linh kiếm trung phẩm. Tô Thương nói tiếp, nếu như tôi một mình luyện chế, lấy cảnh giới của cậu bây giờ thì cho dù cậu có là thái ly kiếm thể, sợ rằng cậu cũng rất khó thu phục được linh kiếm trung phẩm. Nếu như linh kiếm được luyện chế ra mà cậu lại không sử dụng được, vậy thì chẳng phải sẽ thành vô ích sao? Tô Thương khẽ cười nói, nhưng cậu và tôi cùng nhau luyện chế thì không giống. Nếu cứ như vậy, linh kiếm được luyện chế ra sẽ có quan hệ mật thiết với cậu, huyết mạch tương liên, cậu có thể dễ dàng thu phục, có thể dùng thuận buồm xuôi gió. Thì ra là như thế. Vương Phú Quý bừng tỉnh, cậu ấy nói, Tô Đại Thiếu Gia, vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo, vậy hãy nhanh chóng bắt đầu thôi. Tôi không thể chờ nữa rồi. Được. Tôi Thương khẽ gật đầu, sau đó anh lập tức lấy ra một đống nguyên liệu từ trong nhẫn chữ vật. Những thứ nguyên liệu luyện khí này, đương nhiên là các mảnh nhỏ ở trong tầng 6 tháp hư không. Trước mắt mà nói thì Tô Thương không dùng được, chẳng bằng luyện chế cho Vương Phú Quý một thanh linh kiếm. Thái ly kiếm thể, sao lại không thể có một vũ khí thuận tay được cơ chứ? Ban đầu, Tô Thương đã từng nghĩ đưa Thương Khung kiếm cho Vương Phú Quý. Nhưng mà suy nghĩ lại thì vẫn là quên đi. Anh thu phục Thương Khung kiếm cũng mất rất nhiều công sức, toàn phải dựa vào uy lực của tiên đế. Mà Vương Phú Quý, cảnh giới quá thấp, căn bản là cậu ấy không thể thu phục được Thương Khung kiếm, thậm chí là còn có thể tự làm thương tổn bản thân. Hơn nữa, Tô Thương giữ lại Thương Khung kiếm còn có tác dụng, có Thương Khung kiếm bổ sung vào, chiến lực của anh sẽ được nâng lên. Cho nên càng suy nghĩ, Tô Thương quyết định lấy mảnh nhỏ trong tháp hư không luyện chế thành linh khí trung phẩm. Tiếp theo, hai tay Tô Thương bấm quyết, mạnh mẽ ràng buộc linh hồn của Vương Phú Quý, bắt đầu luyện chế vũ khí. Dưới loại tình huống này, linh kiếm coi như là được Tô Thương và Vương Phú Quý cùng nhau luyện chế, đương nhiên nó sẽ không bài xích Vương Phú Quý. Cùng lúc đó, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Trải qua một đêm lên men, người nhà họ Đỗ đã biết Đỗ Minh Viễn chết ở Giang Bắc. Lúc này, trọng địa nhà họ Đỗ, nơi lão tổ luyện công. Một ông lão tóc bạc hoa râm, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu nâu sẫm. Râu tóc ông ta bạc trắng, nhìn qua là người đã có tuổi, nhưng chân khí toàn thân bắt đầu chuyển động, tạo thành một cơn gió, thế cho nên quần áo ào ào rung động, ngược lại có vài phần phong thái của cao nhân. Ông ta chính là gia chủ đời trước của nhà họ Đỗ, ông cố của Đỗ Minh Viễn, Đỗ Khôn. Cả đời Đỗ Khôn không có con nối dõi để truyền thừa, ông ta dốc lòng tu luyện công pháp nhà họ Đỗ, không hề có hứng thú quản lý nhà họ Đỗ chút nào. Cho nên, nhiều năm trước ông ta đã xin từ chức vị trí gia chủ, đồng thời đẩy cháu ruột của em trai thứ hai là Đỗ Minh Viễn lên ngôi gia chủ, thậm chí còn đối xử với Đỗ Minh Viễn như con trai của mình. Thường xuyên chỉ bảo dạy dỗ Đỗ Minh Viễn. Những năm gần đây, Đỗ Khôn chỉ ở trong nhà, không có ai biết, ông ta đã đặt chân vào cảnh giới thần tông. Ai mà có thể ngờ tới, nhà họ Đỗ nho nhỏ ở Thâm Thành, chỉ là một nhất đẳng tông phái mà thôi, vậy mà có thể cất giấu một vị cao thủ thần tông. Có thể nói không hề khoa trương là Đỗ Khôn chính là con bài tẩy của nhà họ Đỗ, chỉ cần có ông ta ở đây, nhà họ Đỗ sẽ không loạn. Vừa rồi, Đỗ Khôn biết được tin Đỗ Minh Viễn chết, ông ta ngay lập tức giận tím mặt, trong mắt toát ra lửa giận ngập trời. Dược Phương Điện. Vậy mà lại ra tay với nhà họ Đỗ ta, giết Đỗ gia chủ ta, Tô Thương đúng không? Hừ, ta nhất định sẽ tự tay bóp nát linh hồn của nó,
khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đỗ Khôn tức giận nói, chân khí quanh người ông ta đều bạo động, đồ vật trong phòng thì ong ong rung động. Lão tổ bớt giận. Cách đó không xa, một tên thanh niên tuấn kiệt nhà họ Đỗ cắn răng nói, thù của cha, cháu nhất định sẽ báo. Cháu nghe nói tên Tô Thương kia sẽ tham gia Bách Tông hội võ, đến lúc đó cháu sẽ giết chết anh ta. Người này tên là Đỗ Phi Vương, là con trai của Đỗ Minh Viễn, là con cưng kiệt xuất nhất của nhà họ Đỗ. Hơn 30 tuổi anh ta đã là Thiên Tông trung kỳ, đồng thời còn lĩnh ngộ được võ công của nhà họ Đỗ, đã đạt đến trình độ siêu phàm, ngay cả lão tổ Đỗ Khôn cũng khen ngợi anh ta không dứt miệng. Phi Vương, điện chủ trẻ tuổi của Dược Vương Điện có thể giết chết cha của cháu, nói như vậy thì thực lực của tên đó cũng không thể khinh thường, cháu nhất định muốn đích thân ra tay. Đỗ Khôn dò hỏi. Vâng. Đỗ Phi Vương chỉnh trọng nói, thù giết cha, không đội trời chung, thân làm con, nếu như cháu không thể báo thù cho cha thì làm sao con có thể tiếp quản nhà họ Đỗ, làm sao có thể uy hiếp giới cổ võ. Cho dù là phải liều một cái mạng thì cháu cũng muốn khiến Tô Thương hồn phi phách tán. Ha ha, tốt, không hổ là binh sĩ nhà họ Đỗ chúng ta. Đỗ Khôn vuốt râu, vẻ mặt thưởng thức cười. Ngược lại ông ta nói, lĩnh ngộ kiến thức thất truyền của nhà họ Đỗ của cháu không yếu hơn ông, hơn nữa trên người của cháu có ba hồn phách, mời tổ tông trợ giúp, thực lực của cháu có thể so với thần tông. Nhất là hồn phách thứ ba của cháu, là lão tổ của nhà họ Đỗ 300 năm trước, thực lực sâu không lường được. Đỗ Khôn nói tiếp, nếu cháu mạo hiểm bị trọng thương, mời vị đó về hỗ trợ, cháu lập tức có thể lên thần tông trung kỳ. Căn cứ theo tin tức từ Giang Bắc truyền đến, Tô Thương giết chết cao thủ thần tông cần dùng hết thủ đoạn, tương đối gian nan. Đỗ Khôn tiếp tục nói, nếu như cháu mới ra hết ba hồn phách, hẳn là có thể ung dung giết chết Tô Thương. Nếu cháu đã có tâm này, vậy ông sẽ thỏa mãn cháu, Bách Tông hội võ, cháu đến giết chết Tô Thương. Cảm ơn lão tổ. Đỗ Phi Vương nói tiếp, Bách Tông hội võ đệ nhất danh, tuy trẻ tuổi, cũng xem như cường giả. Nhưng so sánh với mấy cao thủ già cỗi kia thì còn kém xa, một tiểu tử hậu bối, sao có thể dẫn dắt võ giới cổ. Ha ha! Đỗ Khôn vuốt râu cười nói, Phi Vương, con suy xét chu đáo lắm, nhưng con đã xem nhẹ hai điểm. Đầu tiên, những lão gia hỏa đó, ví dụ như thạch hảo hán của vùng núi Tế Trời, lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, lao sơn lão nhân của vùng núi giữa núi và biển. Và lai lịch của những tông phái cường đại khác. Bọn họ tuy rằng sâu không lường được, nhưng rốt cuộc cũng đã lớn tuổi rồi, khí huyết khô khốc, thọ nguyên sắp hết, trông cậy vào bọn họ thống lĩnh võ giới cổ, không quá thực tế. Đỗ Khôn nói tiếp, tiếp theo, đó là thiên đạo trở về. Bách Tông hội võ đệ nhất danh năm nay, tất nhiên sẽ là thiên kiêu mạnh nhất suốt 40 năm qua. Không cần biết người này là ai. Hắn đều vâng chịu thiên địa khí vận, nếu không vì sao lại đoạt giải quán quân năm nay. Đỗ Khôn tiếp tục nói, nếu đệ nhất danh có thiên đạo khí vận, võ giới cổ muốn thuận theo thiên đạo, muốn cách tân phát triển theo chiều hướng tốt, như vậy, đệ nhất danh này, đương nhiên sẽ là người được chọn tốt nhất làm cổ võ minh chủ. Phi Vương, chuyện về khí vận thiên đạo, sâu xa mà bí ẩn lắm, liên quan đến rất nhiều thứ, một hai chữ cũng chẳng thể giải thích rõ được, con đừng nghĩ nhiều. Đỗ Khôn nghiêm mặt nói, con chỉ cần dùng toàn lực, kéo người đứng đầu xuống là được. Đến lúc đó, con là cổ võ minh chủ, mà Đỗ gia chúng ta, cũng sẽ trở thành thứ khổng lồ hơn trăm năm như Tô gia, nắm giữ người cầm đầu của võ giới cổ. Vâng. Đỗ Phi Vương hai tay ôm quyền, cung kính nói, mong lão tổ yên tâm, con sẽ đoạt giải quán quân, ai ngăn cản con sẽ giết người đó. Tốt lắm. Đỗ Khôn vừa lòng cười nói, con có thực lực như vậy, đoạt giải quán quân là tất nhiên, ha ha ha, Đỗ gia chúng ta ngủ đông mấy năm nay uất ức quá rồi, cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt. Lão Tổ. Ánh mắt Đỗ Phi Vương lạnh thấu xương, nghiêm mặt nói, con sẽ đoạt được đệ nhất danh, tuyên cáo với cả thiên hạ, Đỗ gia trước đây đã trở lại. Không chỉ có thế, con phải tự tay giết chết Dược Vương Điện Tô Thương, dùng đầu của hắn. An ủi linh hồn cha con trên trời. Bên kia, Tam Đống Kiều. Thế lực này tuy không mạnh bằng Đỗ gia,
nhưng cũng không thuộc về thế lực nhất đẳng chân chính. Vì ba vị động chủ của Tam Đống Kiều, toàn bộ là cảnh giới thần tông, hoàn toàn có cơ hội nhập chủ danh sơn. Bọn họ đã bên nhau mười mấy năm, thành lập Tam Đống Kiều, chính là vì trận khiêu chiến danh sơn năm nay, hy vọng có thể thắng được một tòa danh sơn, trở thành tông phái thể chế nội. Nhưng ai biết được, trận khiêu chiến danh sơn sắp tới, một vị động chủ trong số đó, Cổ Hồng Nguyệt, cư nhiên bị người giết rồi. Dược Phương Điện vậy mà lại có loại cường giả thế này sao, cảnh giới thần tông, không hề yếu đâu. Theo tin tức mà tôi nhận được, điện chủ mới của Dược Phương Điện Tô Thương, có thể giết thần tông, còn có, Trương Trọng Ngô từng là thánh thủ của Kinh Đô, cũng chưa chết, hiện giờ cũng là cảnh giới thần tông, nói cách khác, Dược Phương Điện có hai vị thần tông. Một khi đã như vậy, vẫn là thôi đi, báo thù là chuyện nhỏ, trận khiêu chiến danh sơn mới là chuyện lớn. Hết thảy lấy nhập chủ danh sơn dẫn đầu, huống hồ, chúng ta và Cổ Hồng Nguyệt, chỉ là quan hệ hợp tác, giao tình cũng không sâu. Không tồi, bà ta chết vừa đúng lúc, đợi đến khi nhập chủ danh sơn, sẽ ít đi một người chia tài nguyên. Tam Đống Kiều dư lại hai vị động chủ, thương thảo một phen, cuối cùng quyết định không báo thù nữa. Nhưng cái tên Tô Thương, bọn họ xem như nhớ kỹ rồi, nếu có cơ hội, có thể giết liền giết. Nhoáng cái trời đã tối rồi, trăng sáng trên cao. Cả buổi chiều, Tô Thương và Vương Phú Quý đều ngồi trong phòng luyện chế linh kiếm, bây giờ cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Vương Đại Thiếu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, để gia tăng độ dung hợp của cậu với linh kiếm, bước cuối cùng giao cho cậu đấy. Lúc này, Tô Thương nói. Vương Phú Quý vội vàng hỏi, Tô Đại Thiếu, tôi nên làm thế nào đây, cậu cứ việc nói. Trong đầu cậu phải tưởng tượng hình dáng thanh kiếm, hiện tại mọi tài liệu đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, cậu muốn biến nó thành hình dáng thế nào, nó sẽ biến thành hình dáng đó. Tô Thương nhắc nhở, cậu là thái ly kiếm thể, chỉ có thể dùng kiếm, mau tưởng tượng hình dạng kiếm cậu muốn đi. Được. Vương Phú Quý không do dự, nói một tiếng đồng ý, sau đó nhắm hai mắt lại. Còn Tô Thương, anh ấy thu tâm thần lại, bước cuối cùng rất đơn giản. Cứ giao cho Vương Phú Quý là được. Vù vù. Lúc này, giữa không trung, tài liệu luyện khí lơ lửng, phát ra kim quang lộng lẫy. Dưới sự điều khiển suy nghĩ của Vương Phú Quý, tài liệu luyện khí dần ngưng tụ, bắt đầu có hình dạng. Tô Thương mắt không chớp nhìn giữa không trung, mới đầu còn cảm thấy hình dạng kim quang có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý lắm. Sau khi kim quang tan đi, Tô Thương trợn tròn mắt. Trợn mắt há hốc mồm, sau khi phản ứng lại, nhìn không được chửi ầm lên. Mẹ nó! Ông đây dùng một buổi trưa, tiêu hao nhiều tài liệu luyện khí chân quý như vậy, kết quả lại luyện chế ra một cái, suô, kèn suona. Tô Thương nhìn kỹ mấy lần, mẹ nó chứ, đồ vật lơ lửng giữa không trung thì lại chính là cái kèn. Vương Phú Quý! Cái thứ đại ngu ngốc nhà cậu! Tô Thương nhìn không được mà chửi ầm lên. Nếu không phải nhìn Vương Phú Quý hao tốn quá nhiều tình cảm vào đó, lúc này vẫn còn khá yếu, anh thế nào cũng phải phi lên đá cho Vương Phú Quý vài cước. Tô Đại Thiếu gia, tức giận như vậy làm gì chứ? Vương Phú Quý mở to mắt, từ trên đáp xuống, mặt mũi đầy vô tội nói, còn không phải anh nói, muốn luyện chế một cái vũ khí sử dụng thuận buồm xuôi gió hay sao? Cút đi, cái này có liên quan gì đến lời ông mày nói chứ? Tô Thương cắn răng nói. Có nha. Vương Phú Quý cười khổ nói, tôi nghe câu thuận buồm xuôi gió, trong đầu lập tức nghĩ đến chính là kèn sona, vì thế mới biến thành hình dạng này đó. Sau khi giải thích xong, Vương Phú Quý nâng cánh tay lên, vẫy vẫy tay, chiếc kèn đang lơ lửng giữa không trung đó, giống như là nhận được lệnh gọi, bay thẳng đến trong tay anh ấy. Hai cánh tay nắm chặt kèn, Vương Phú Quý chăm chú quan sát, biểu lộ cực kỳ hưng phấn. Cả tinh thần lẫn thể xác đều không còn khác nhau gì nữa, để lộ ra vẻ cực kỳ tự tin. Nó, cái cảm xúc này, cái chế tác này, chất lượng này, cái hoa văn này, ha ha ha, thật là kiệt tác mà. Vương Phú Quý kích động nói, bổn đại thiếu gia luyện tập thổi kèn vài chục năm nay, từ xưa đến nay chưa từng gặp qua cái kèn sona nào tinh xảo như thế này, cái kèn sona giống vậy hoàn toàn chỉ có trong giấc mơ của mình mà thôi. Ha ha ha. Có cái kèn này rồi,
mình mà đi thổi đám tang lớn một trận, nhất định có thể làm tất cả mọi người khóc. Vương Phú Quý hưng phấn đến mức tay chân run rẩy. Nhanh nhanh cút đi. Tô Thương tức tối sầm mặt lại, nói, ông đây dùng nhiều tài liệu chân quý như vậy, cậu lại làm cho ông đây làm ra cái thứ đồ chơi thế này sao? Kèn thổi vang lên thì làm được cái gì chứ, lại không thể làm kiếm khi sử dụng, Vương đại thiếu gia, cậu là thái ly kiếm thể, lại không thể có dáng vẻ của cao thủ kiếm đạo hay sao hả? Tô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, cậu từng gặp cao thủ kiếm đạo nào, mà thời điểm đánh nhau với người khác, lấy kèn ra thổi cho đám tang lớn chưa? Hi hi. Tô đại thiếu gia, cái này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi cũng không muốn biến thành cái này mà. Vương Phú Quý nhìn cái kèn trong tay mình một chút, vội nói tiếp, chẳng qua, kỳ thật là kèn cũng không tệ mà, dù sao thì những thứ đồ dạng linh kiếm đó, tôi còn không biết dùng, cần phải thích ứng từ từ. Nhưng mà kèn thì lại khác, tôi không chỉ có thể dùng được, còn có thể chơi nở hoa luôn. Đến cả lão sư phụ dạy tôi thổi kèn, cũng khoe tôi là nhân tài thổi kèn trăm năm khó gặp, tương lai chắc chắn trở thành người có năng lực. Thậm chí lão sư phụ còn muốn để tôi tiếp nhận cái đèn sona của ông ấy, trở thành truyền nhân của ông ấy đó. Má nó! Tô Thương sạm mặt nói, đừng thổi, kèn sona một khi vang lên, không khí không đúng chỗ, không đi cũng phải đi, tôi cũng không muốn bị cậu đưa đi đâu. Vương Đại Thiếu Gia ơi là Vương Đại Thiếu Gia, cậu nói thử xem cậu là chuyện gì được, thứ kèn này còn gân hơn cả chân gà, dùng nó để làm gì chứ? Tô Đại Thiếu Gia! Anh lại nói như vậy nữa, tôi sẽ tức giận đó. Ai ngờ, Vương Phú Quý lại nghiêm túc nói, anh biết cái gì chứ, trăm loại nhạc cụ, kèn là vua đó. Kèn sona là nhạc cụ truyền thống của nước Hoa chúng ta, âm nhạc tươi đẹp, hình dáng cũng phù hợp với thẩm mỹ của người nước Hoa chúng ta. Còn nữa, ai nói kèn vô dụng chứ, chuyện ma chay cưới hỏi, có thể thiếu nó được sao? Vương Phú Quý nghiêm túc nói, Tô đại thiếu gia. Xem ra anh có thành kiến và hiểu lầm nghiêm trọng đối với kèn sona này rồi. Cũng bởi vì có những người như anh, truyền thống văn hóa của nước Hoa chúng ta mới dần bị mất đi, đến mức bây giờ, rất ít người trẻ tuổi nguyện ý học thổi kèn, dẫn đến chuyện thổi kèn sona đã nhanh chóng thất truyền rồi. Nhưng mà, nước Hoa mênh mông rộng lớn này không thể không có kèn sona, hàng tỷ tỷ người nước Hoa không thể không có kèn sona. Vương Phú Quý ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghiêm túc nói, làm người thừa kế của đoàn nghệ thuật tại Giang Bắc, Vương Phú Quý tôi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, cầm lấy kèn sona, phát huy truyền thống của nhạc cụ nước Hoa, để các nơi trên thế giới, đều vang lên âm thanh của kèn sona. Vừa nói, Vương Phú Quý đứng tại chỗ đầy cảm xúc, hai cánh tay cầm kèn, đem đầu kèn bỏ vào trọng miệng, đứng tại chỗ thôi lên. Ngay lập tức, trong gian phòng liền vang lên tiếng kèn sona. Còn may không phải thổi cho đám tang lớn, mà chính là bản nhạc Bách Điểu Triều Phụng. Bách Điểu Triều Phụng, miêu tả phong cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống với giai điệu nhiệt tình, sôi động và tiếng hót của nhiều loài chim. Chỉ thấy Vương Phú Quý mặt mũi tràn đầy vui sướng, vừa thổi, cơ thể lại vừa đong đưa theo từng tiết tấu. Cùng thời gian đó, khí chất khu ả VPA cũng thay đổi, càng thêm tự tin hơn, dường như anh ấy cũng là người đẹp nhất trong phòng. M thanh này vừa vang lên, hiện trường nhất thời như vui mừng hơn, đến cả Tô Thương, cũng không có ý định tiếp tục trách móng Vương Phú Quý nữa. Một khúc kết thúc. Vương Phú Quý trên trán mệt mỏi đổ mồ hôi, có điều khí tức anh ấy rất ổn định, cũng không hề loạn, lượng hô hấp là vừa đủ, khẳng định đã từng luyện tập qua. Tô đại thiếu gia, thế nào chứ, nghe có hay không? Tổi xong, Vương Phú Quý nhịn không được mà hỏi. Nghe hay. Được chưa? Tô Thương tức giận nói, nếu kèn sona đã luyện chế ra thành thế này rồi, thì hôm nay không thể thay đổi hình dáng nữa, cậu thích thì cứ thổi nhiều một chút đi. Có điều, Vương Đại Thiếu Gia, cậu phải hiểu được một chút, cậu là thái ly kiếm thể, chỉ có cầm lấy kiếm, tài năng của cậu mới có thể trở thành cường đại giữa thiên hạ, mới có năng lực bảo vệ người bên cạnh. Tô Thương nói tiếp, bây giờ cậu dùng kèn sona, khi gặp cao thủ chân chính, đều không hề có sức đánh trả, tự cậu suy nghĩ đi. Tôi hiểu rồi, anh nói cũng là có ý tốt. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, nhưng mà người thường không phải hay nói sao, chỉ cần trong lòng có kiếm,
thiên hạ vạn vật đều có thể là kiếm, đều có thể đánh ra tổn thương rất mạnh. Tôi lấy kèn nhập kiếm đạo, thiên hạ suốt đời đều phải khuất phục, tôi có một cây kèn Sona, có thể rời núi, lấp biển, tiếng vang muôn đời. Vương Phú Quý tinh tướng nói. Cậu hiểu cái rắm gì? Kiếm chính là kiếm, không thể thay thế, cao thủ kiếm đạo chân chính, cả đời đều đang luôn đuổi kiếm tốt cực đỉnh. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, nói tiếp, bây giờ cậu còn một cơ hội. Qua tối nay, cậu có thể thay đổi hình dáng một lần, đến lúc đó, chỉ cần trong lòng cậu liên tưởng đến linh kiếm, cái kén này liền có thể biến thành một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Tô Thương nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ, chỉ có thể thay đổi một lần, nếu như cậu còn suy nghĩ lung tung, những tài liệu luyện khí này xem như phế bỏ, dù là đánh nát, cũng không có cách nào chế lại linh khí một lần nữa, vì thế phải thận trọng, tôi không đùa với cậu đâu, nghe hiểu chưa hả? Tô đại thiếu gia, anh yên tâm đi, tôi tâm lý chắc chắn lắm, khẳng định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Vương Phú Quý đảm bảo nói. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, một số tri thức tu chân, trước đó tôi đã truyền thụ cho cậu rồi, bây giờ cậu có thể đem kèn Sona thu vào trong cơ thể của mình, khi vừa có suy nghĩ muốn sử dụng nó, thì có thể lấy ra ngay. Tôi thử xem. Vương Phú Quý nghe vậy, nhất thời hứng thú. Lần đầu tiên nếm thử liền thành công rồi, kèn Sona đã hóa thành một luồng ánh sáng, tiến nhập vào đầu anh ấy. Cùng với Vương Phú Quý khi vừa suy nghĩ một chút, sau một giây, kèn Sona liền xuất hiện trong tay anh ấy một lần nữa. Ha ha, năng lực này sướng quá đi, mang theo kèn quá thuận tiện rồi, sau này mình muốn thổi lúc nào, thì thổi lúc đó. Vương Phú Quý kích động nói, vũ khí lợi hại, đều có tên. Mình cũng phải đặt cho nó một cái tên mới được. Tô đại thiếu gia, anh kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao, anh tuấn phong độ, phong lưu phóng khoáng, anh cảm thấy cái kèn Sona này của tôi, tên gọi là gì thì tốt nhất? Vương Phú Quý cười hỏi. Vốn dĩ, tôi cho rằng cậu luyện chế ra là một thanh linh kiếm, vì thế nên nghĩ thật kỹ tên, là kiếm vương quyền. Tô Thương nhìn thoáng qua cái kèn Sona trong tay Vương Phú Quý. Ghét bỏ nói, có điều bây giờ, cậu tự nghĩ đi, ông đây lười quản việc của cậu. Kiếm vương quyền, ha ha, tên rất hay, phối hợp tuyệt vời với tên Vương Quyền Phú Quý của mình. Vương Phú Quý nhẹ nhàng vuốt ve cái kèn, giống như là chạm đến báu vật hiếm thấy, sau đó nói, từ nay về sau, mày tên là Vương Quyền nhé, kèn Vương Quyền. Còn có sau này nữa hả? Tô Thương nhíu mày nói, cậu không ý định dùng cơ hội cuối cùng vào ngày mai, để biến nó thành linh kiếm sao? Hi hi, Tô đại thiếu gia, thật sự vất vả lắm mới làm ra được một cái kèn cực phẩm như thế này, tôi muốn thỏa mãn nó một chút đã. Vương Phú Quý có chút ngại ngùng cười nói, dù sao có một cơ hội, chờ tôi chơi chán, lại đem kèn vương quyền này, biến thành kiếm vương quyền cũng không muộn mà. Cậu á hả, muốn chọc tôi tức chết hay sao đây? Tô Thương tức giận nói, nhanh nhanh cút đi, tranh thủ thời gian về nhà họ Vương đi, chào tạm biệt cha cậu, chuẩn bị tốt một chút, sáng mai tôi qua nhà họ Vương tìm cậu, dẫn cậu đi võ đang. Vương Phú Quý đồng ý, sau đó liền đi ra khỏi phòng, Tô Thương đứng dậy tiễn anh ấy. Có điều. Vừa bước đến cửa phòng, Thục Phân liền từ căn phòng sát vách bên cạnh đi ra. Vương Phú Quý đang muốn chào hỏi, có điều. Ngay sau đó liền nhìn thấy Liễu Huyền M. Chấm than. Cô gái này thật gợi cảm, khí chất này, cái giá trị nhan sắc này, Tô đại thiếu gia, năng lực tìm phụ nữ của cậu, thật khiến cho người khác bội phục nha. Vương Phú Quý nhịn không được mà cảm thán lên mấy câu, không nghĩ rằng ngoài Thục Phân ra, Tô Thương còn ẩn giấu một cô gái xinh đẹp như vậy nữa. Có điều, để anh ấy giật mình còn ở phía sau nữa. Bởi vì sau lưng Liễu Huyền Âm, lần lượt liên tục có tới tận 9 mỹ nữ nữa. Những người này bao gồm cả Liễu Huyền Âm bên trong, tất cả đều tu luyện Quảng Hàn Quyết, vì thế khí chất trên người, tươi mát thoát tục, bắt mắt hơn so với trước đây rất nhiều. Nhất là Liễu Huyền Âm, thân là cửu âm tuyệt thể, dưới sự tu luyện thêm Quảng Hàn Quyết, trong trẻo lạnh lùng như là Nghiễm Hàn tiên tử, không vướng bụi trần. Những người này cùng lúc xuất hiện. Sức chấn động cũng không phải là từng bước nữa. Cậu chủ. Thục Phân,
Liễu Huyền Âm, cùng đông đảo những cô gái đó, sau khi nhìn thấy Tô Thương, chăm miệng một lời chào hỏi. Ừm. Tô Thương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nhưng mà Vương Phú Quý bên cạnh, lại không thể bình tĩnh nổi. Mẹ kiếp! Tô Đại Thiếu Gia, anh đây là muốn nghịch thiên sao, 11 nữ nô, ai cũng đều có vẻ đẹp chim sa cá lặn, sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nghĩ lại thấy thật sung sướng quá nha. Vương Phú Quý nhìn Tô Thương, nhịn không được mà chửi thề nói, chẳng trách anh cứ dục tôi về đi, hóa ra là tối nay có tiết mục hả, Tô Đại Thiếu Gia, anh là cái đổ móng heo gặp sắc phong nghĩa, tôi bây giờ xem như đã nhìn thấy anh rồi. 11 nữ nô, ha ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, anh trai tốt của tôi, anh trai ruột của tôi. Vương Phú Quý nhìn sang Tô Thương, sau đó nói, ừm hừm, các cô ấy chỉ biết yêu cầu, chỉ suy nghĩ xem anh có làm cho bọn họ hài lòng hay không, nhưng tôi thì khác, người ta á hả, chỉ biết thương anh thôi, anh Tô, anh nhất định phải bảo vệ thân thể nha, lỡ như anh tận lực quá mà chết, người ta sẽ đau lòng lắm đó nha. Cút, Tô Thương nghe vậy, mặt mũi tối sầm lại nói. Ha ha! Không đùa nữa, Tô Đại Thiếu Gia, chúc anh chơi thật vui vẻ, trăm hoa đua nở, bách phát bách chúng nha. Vương Phú Quý cười cười, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự bờ sông. Thối tha, còn dùng thành ngữ nữa chứ. Đưa mắt nhìn Vương Phú Quý đi xa, Tô Thương liền nhìn về Thục Phân và bọn người Liễu Huyền Âm, lúng túng giải thích, các cô đừng nghe Vương Đại Thiếu Gia nói lung tung, tôi sẽ không làm thế đâu. Ừm, chúng tôi tin tưởng cậu chủ mà. Liễu Huyền Âm đầu tiên là gật đầu nhẹ, sau đó mặt đỏ ửng lên, nhỏ giọng nói, có điều, cậu chủ, đêm nay có thể dùng một số biện pháp bảo vệ hay không? Cái gì mà biện pháp bảo vệ? Tô Thương nghi ngờ hỏi, có người muốn đến làm phiền biệt thự bờ sông sao? Không phải. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Huyền Âm, giống như là quả táo chín đỏ. Ngại ngùng nói, chúng ta bây giờ vừa tu luyện Quảng Hàn Quyết, vẫn chưa ổn định, không muốn mang thai, vì thế. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vì thế muốn dùng biện pháp bảo vệ. Khụ khụ. Tô Thương lập tức hiểu ra, sau một phen xấu hổ, liền nghiêm túc nói, các cô suốt ngày toàn suy nghĩ gì vậy chứ, tôi nói sẽ không đụng vào các cô, thì sẽ không đụng vào, đừng có nghĩ lung tung nữa, để tránh ảnh hưởng việc tu luyện. Vâng. 10 người Liễu Huyền Âm nghe vậy, nhất thời đồng ý, thiện cảm đối với Tô Thương, gần như kéo lên đến vô hạn. Bây giờ, các cô ấy lấy được lợi ích từ chỗ Tô Thương, còn làm nô lệ cho Tô Thương, chỉ cần Tô Thương nguyện ý, có thể tùy tiện đùa giỡn bọn họ. Nhưng mà các cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng, cậu thủ thật sự không ép buộc cái suy nghĩ phát sinh quan hệ với các cô ấy. Cậu chủ, quá tốt rồi, có thể đi theo cậu chủ thế này. Quả thực đã tu luyện mấy đời mấy phúc. Có điều sau khi vui mừng, trong lòng 10 người Liễu Huyền Âm, có chút xíu hụt hẫng. Được. Tô Thương nhìn quanh 10 người, sau đó hỏi, tôi nhìn thể nội các cô, đã có một chút linh khí rồi, tu luyện Quảng Hàn Quyết, cảm giác như thế nào? Rất thuận lợi. Liễu Huyền Âm nghe vậy, trả lời, cậu chủ, cậu truyền vào trí nhớ của chúng tôi, có lịch trình người tu luyện quyết Quảng Hàn ở Huyền Thiên Tiên Vực. Tôi so sánh một chút thì thấy, ở trái đất tu luyện Quảng Hàn Quyết, nếu so với ở Huyền Thiên Tiên Vực thì càng dễ hơn. Ừm. Tô Thương gật gật đầu, nói ra nguyên nhân, ở trái đất cách mặt trăng rất gần, vì thế lực hấp thụ sức mạnh của mặt trăng tốt hơn rất nhiều so với ở Huyền Thiên Tiên Vực. Nếu đã như vậy, các cô cứ từ từ mà tu luyện đi, có lẽ không bao lâu, các cô có thể trúc cơ rồi. Tô Thương nói tiếp, ngày mai tôi sẽ đi khỏi Giang Bắc. Lần này đi, sẽ không đưa theo các cô, biệt thự bờ sông này để cho các cô, tu luyện thật tốt, hy vọng một nào đó các cô có thể trưởng thành, trở thành trợ thủ đắc lực của tôi. Vâng. Liễu Huyền Âm cung kính nói, xin cậu chủ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của cậu chủ. Bây giờ tối rồi, đừng chậm trễ nữa, các cô qua trận pháp ở phòng tôi, hấp thụ năng lượng của mặt trăng đi. Tô Thương nói. Tuân lệnh. 10 người Liễu Huyền Âm, chăm miệng một lời đá, sau đó liền liên tục quay người đi về phòng. Cậu chủ. Sau khi 10 người Liễu Huyền Âm đi, Thục Phân nhìn sang Tô Thương, ra điều kiện nói,
ngày mai nếu muốn tôi cùng đi đến võ đàng với anh, nhất định phải đồng ý một yêu cầu của tôi, nếu không, hừm hừm. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, yêu cầu gì, tôi cố gắng đáp ứng cô. Tôi muốn đổi tên. Thục Phân vội vàng nói, tên tôi bây giờ thật khó nghe, anh nhìn cái chị gái dẫn đầu vừa rồi đi, tên đẹp thế nào chứ, gọi là Uyển Âm. Tên của cô chủ, cũng dễ nghe, Lý Nguyệt. Du Du và mẹ Tinh Hà, Thiên Sơn Tuyết, còn có cái người sĩ quan huấn luyện ngủ với anh, Tây Giao. Đợi đã. Thục Phân đang nói, Tô Thương bỗng nhiên mặt mũi đầy xấu hổ mà nói, cái gì mà gọi là ngủ với tôi chứ, cô nói bậy gì thế hả? Cậu chủ, đừng có lừa tôi lúc ở trong vòng tay Lưu Trữ đều nhìn thấy hết rồi. Thục Phân nói tiếp, đêm hôm đó, hai người trong bụi cỏ. Dừng lại, đừng nói nữa. Tô Thương vội vàng ngăn lại. Vâng. Thục Phân ôm lấy cánh tay của Tô Thương, lắc lắc cánh tay, nũng nịu nói, cậu chủ tương đương, đều nói người đẹp như tên, cái tên Thục Phân nghe quê mùa quá, quê mùa chết đi được, anh đổi tên cho tôi đi. Tôi cũng muốn có một cái tên nghe thật hay. Lúc nói, Thục Phân còn xuất ra mỹ thuật, toàn thân tỏa ra khí tức quyến rũ. Được thôi. Tô Thương có linh hồn của tiên đế đương nhiên không bị trúng mỹ thuật của Thục Phân, nhưng cô ấy quyến rũ quá. Tô Thương có chút không cưỡng lại được rồi, bèn gật đầu đồng ý, khẽ cười nói, để tôi gọi cho mẹ của cô thương lượng một chút, rồi chọn cho cô một cái tên thật hay nhé. Không cần. Thục Phân vô cùng phản đối nói, cậu chủ, tôi không yên tâm về khả năng đặt tên của anh và mẹ tí nào, gì mà Bạch Miêu, Thục Phân, vẫn để tôi tự đặt có khi còn được hơn. Tô Thương sờ sờ sống mũi nói, tên chúng tôi đặt khó nghe như vậy sao? Đúng vậy, Thục Phân nghiêm túc gật đầu. Hử! Không thèm lịch sự chút xíu nào luôn sao? Tô Thương cười khổ trước, sau lại nói, cũng được, cô tự đặt đi. Thục Phân suy nghĩ kỹ càng một lúc thì hai mắt sáng lên, nói, sau này, anh cảm thấy cái tên A Ly như thế nào, tôi bây giờ chính là cửu vĩ hồ ly, vốn dĩ cũng là một con hồ ly, A Ly là quá thích hợp luôn rồi. Được, Tô Thương gật gật đầu nói, sau này cứ gọi cô là A Ly đi. A Ly cảm ơn cậu chủ. Tô Thương muốn xịt máu mũi, vội vàng nói, A Ly, đừng có quyến rũ tôi như vậy. Tôi sợ tôi không kiềm chế lại được, dù sao từ xưa tới nay, chưa từng có người đàn ông nào kiềm chế được trước sắc đẹp của Hồ Tiên cả. Hi hi, không kiềm chế được nữa thì đừng kiềm chế nữa, cậu chủ, Ali còn đang chờ đợi thời khắc này nữa kìa, nỗ lực làm những chuyện cậu chủ thích. Ali ra sức dụ dỗ. Tô Thương không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng anh vẫn lựa chọn tránh xa Ali ra. Cậu chủ. Trái tim anh làm bằng thép sao, sao mà có thể cưỡng lại được Ali vậy? Ali có chút thất vọng, vừa đi đến bên cạnh Tô Thương vừa yểu điệu nói, đến đi, cậu chủ, để Ali nhìn xem trái tim của anh. Tô Thương hoảng thật sự rồi, sau khi phản ứng lại, liền lùi ra sau hai bước, lập tức nói, Ali, đừng quậy nữa, cô vẫn nên quay về vòng tay chứa đổ yên tĩnh một chút trước đi. Nói xong. Tô Thương liền nghĩ một cái trực tiếp đem Ali thu vào trong vòng tay chứa đồ. Tiếp theo đó, Tô Thương cũng không quên an ủi nó, Ali, cô đừng buồn, tôi chỉ là chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chứ không có ý chê bai gì cô. Sao phải buồn chứ, cứ cười không phải tốt hơn sao, cậu chủ, Ali nhất định sẽ hạ được cậu. Giọng nói của Ali vang lên trong đầu của Tô Thương. Khụ, Tô Thương bị chọc cho tâm thần bấn loạn rồi. Vội vàng đổi chủ đề, Ali, trong vòng tay chứa đồ có rất nhiều áo quần, cô tự xem đi, lần sau đi ra có thể mặc một bộ mình thích. Được à, Ali yểu điệu trả lời. Quá quyến rũ rồi, đúng là muốn mạng sống người ta mà. Nghĩ kỹ lại thì có lúc không trách vua Chu nhà Thương được, chỉ có thể trách hồ ly tinh quá mê hoặc người khác mà. Tô Thương vội vàng thu lại ý nghĩ đó, rồi rời khỏi phòng. Sáng sớm ngày mai là phải đến núi Võ Đang rồi, đến lúc đó không tránh khỏi một cuộc chiến khốc liệt, cho nên bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Nhưng mà, trước khi rời khỏi Giang Bắc, vẫn phải đi một chuyến về trang viên nhà họ Tô mới được, chào tạm biệt người nhà, tiện thể dắt theo Tô Tinh Hà đi. Nếu như Tuyết Nhi cũng đến núi Võ Đang thì đương nhiên Tô Thương phải dẫn theo Tô Tinh Hà rồi.
Một đêm yên tĩnh. Thấm thoát mà trời đã sáng rồi. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, đi qua phòng bên cạnh gặp 10 người Liễu Uyển M của mình, dặn dò một vài chuyện, sau đó anh liền rời khỏi biệt thự ven sông. Không lâu sau, Tô Thương đã đến trang viên nhà họ Tô. Lúc này, Tô Dực Cân đã cởi bỏ chiến bào, và cô ấy đang mặc bộ đồ tập yoga ở phòng khách. Về phần Tô Tinh Hà thì đang ở bên cạnh bưng trà rót nước cho Tô Dực Cân, vô cùng bận rộn. Cô ơi, sớm đã nghe danh cô chính là chiến thần vang danh thiên hạ rồi, dưới trướng cô chắc hẳn có rất nhiều binh lính nữ vô cùng anh dũng xinh đẹp phải không ạ, cầu xin cô giới thiệu cho cháu vài cô đi. Cháu thích nhất là những cô gái có khí chất như hoa mộc lan vậy, roi da ngựa sắt, không thua kém gì đàn ông, đặc biệt luôn có cảm giác an toàn. Cô ơi cô à, cô nhận lời cháu đi, cháu không cần nhiều đâu, ba người là được rồi. Chấm. Tô Tinh Hà nói huyên thuyên không ngừng, và trong mắt cậu bé tràn đầy vẻ nịnh nọt. Tô Dực Cân dường như là nghe quen rồi, cho nên cũng không thèm để ý gì đến Tô Tinh Hà, thản nhiên làm việc của mình. Tô Tinh Hà! Lúc nãy cậu nói cái gì vậy hả? Chính ngay lúc này, một cô bé xinh xắn như búp bê từ trên lầu bước xuống. Đó chính là Mạc Ngữ Yên. Cô bé mặc một bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương, tóc xóa bù xù. Chắc là mới ngủ dậy, đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc này, cô bé đang nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tinh Hà. Tớ không nói gì cả, tiểu Mạc Mạc, cậu tỉnh rồi, chúng ta cùng đi chơi cầu tuột đi. Tô Tinh Hà giật mình một cái, vội vàng nói, tối qua ông nội tớ đã sai người làm một cái cầu tuột dài ơi là dài, ở ngay bên cạnh vườn hoa. Tớ không đi. Mạc Ngữ Yên thở hồng hộc nói, đừng tưởng là tớ không nghe thấy, lúc nãy rõ ràng cậu xin cô Dực Cân giới thiệu vợ nhỏ cho cậu. Hừ, tối qua lúc chơi với bà đây, thì tớ vẫn là vợ của cậu, bây giờ cậu lại đi cưới người khác, còn đòi cưới ba người nữa cơ, Tô Tinh Hà, cậu muốn ăn đòn sao? Mạc Ngữ Yên nhìn thì đáng yêu như một con búp bê, thực tế khi nổi giận lên thì lại nắm chặt nắm đấm lại muốn đánh Tô Tinh Hà. Ai ya mẹ ơi! Tô Tinh Hà bị dọa cho co giò lên chạy, kết quả là đụng chúng Tô Thương, vội vàng cầu cứu, cha ơi, cứu con với, có người muốn đánh con. Mạc Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thương, bởi vì còn chưa quen thuộc nên cô bé có chút ngượng ngùng, liền dừng chân lại. Cái này cha không quản được. Tô Thương nhìn Mạc Ngữ Yên, khẽ cười nói, Ngữ Yên, cố lên, chú hỗ trợ cháu. Cảm ơn chú Tô. Cảm nhận được ý tốt của Tô Thương. Cô bé búp bê Mạc Ngữ Yên nở một nụ cười đáng yêu, sau đó lại nghiến răng chạy về phía Tô Tinh Hà. Cha, cha tốt ghê đó, ngay cả chuyện sống chết của con trai cũng không lo nữa. Tô Tinh Hà than thở một câu rồi nhìn thấy Mạc Ngữ Yên sắp đuổi kịp mình thì lại co giò chạy ra khỏi phòng khách. Hừ, Tô Tinh Hà, cậu đừng quên, cậu chạy không thoát khỏi tớ đâu, mỗi lần tớ đều đuổi kịp cậu. Mạc Ngữ Yên bĩu môi. Sau đó liền chạy đuổi theo sau. Cái tên nhóc thối này. Tô Thương mỉm cười. Đừng nhìn thấy Tô Tinh Hà tuổi còn nhỏ, nhưng thật sự là thực lực của nó đã là tông sư rồi, sao lại có thể không chạy thoát được Mạc Ngữ Yên chứ, rõ ràng là nó đang nhường cô bé mà thôi. Tô Thương, em tới rồi. Lúc này, Tô Dực Cân cũng dừng luyện yoga lại, nở nụ cười nhìn Tô Thương, hỏi, hai ngày nay em đi đâu vậy? Chị, ha ha, em đi xử lý chút chuyện. Tô Thương khẽ cười nói, đợi lát nữa em còn phải đi nữa, lần này em phải rời khỏi Giang Bắc, cho nên đến chào tạm biệt mọi người. Em đi đâu? Tô Dực Cân vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Đi võ đang, tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, tiện thể đi một chuyến đến vùng đất tế trời. Tô Thương thành thực nói. Vùng đất tế trời, Tô Dực Cân nghe vậy. Sắc mặt ngưng trọng nói, em đi núi Thái Sơn làm gì? Đối diện với câu hỏi của chị gái, Tô Thương không hề giấu giếm, nghiêm chỉnh nói, em đi đón mẹ trở về. Đón mẹ trở về. Nghe thấy Tô Thương nói vậy, Tô Dực Cân lập tức sững người lại, trong mắt lộ ra tia hoài niệm. Nhưng mà thay vào đó, Tô Dực Cân lại cười khổ nói, em trai Thái Sơn nhất định sẽ không thả mẹ ra đâu, nếu như em đi đến đó, e rằng cũng vô ích mà thôi.
Thả. Tô Thương híp mắt lại, cười nhạo nói, em là đi cứu mẹ, chứ không phải đi cầu xin bọn họ thả người. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết điều, thì cũng có thể tránh được một cuộc chiến. Giọng nói của Tô Thương trầm xuống, nếu như bọn họ chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách em không khách sáo nữa, em sẽ san bằng cả Thái Sơn, lật tung từng mảnh đất, khiến cho tất cả mọi người ở vùng đất tế trời đều không dám ngăn cản em lại. Em trai, đừng có mà làm loạn. Tô Dực Cân nghe đến đây, vội vàng nói, núi Thái Sơn đã tồn tại hàng ngàn năm rồi, cao thủ nhiều như mây, thần tông cũng không chỉ có một người, thiên tông cả hai bàn tay cũng đếm không hết. Nếu như em đi gây náo loạn ở núi Thái Sơn thì kết quả không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối đừng có làm càn. Tô Dực Cân có ý tốt nhắc nhở. Chị yên tâm đi, em tự có chừng mực. Tô Thương nhìn Tô Dực Cân, khẽ cười nói, bối cảnh nhà họ Tô, em đã biết rồi, nếu như em dám đi tham gia đại hội võ thuật, dám bộc lộ trước mặt bàn dân thiên hạ, thì lẽ nào lại không có át chủ bài chứ? Em nói thật với chị biết vậy, bây giờ, cả giới luyện võ đã không có ai qua mặt được em. Tô Thương cười nhạo nói, chỉ vỏn vẹn một vùng đất tế trời, em còn không thèm để vào trong tròng mắt. Không chỉ như vậy, sau khi cứu mẹ ra xong, em còn phải đi một chuyến lên núi Côn Luân, tắm máu hết gia tộc Tây Môn, lấy lại núi Côn Luân, xây dựng lại thời kỳ vinh quang của ông cố. Nói đến sau cùng, toàn thân Tô Thương liền tỏa ra một uy thế vô cùng lớn mạnh, coi thường tất cả sinh linh trong thiên hạ. Em trai, em. Tô Dực Cân nhìn Tô Thương lập tức bị uy thế tản ra từ người Tô Thương làm cho ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nhưng mà sau đó Tô Dực Cân lại nở một nụ cười, em trai, em nhẫn nhịn bao nhiêu năm, chị tin em sẽ không làm những chuyện mà em không nắm chắc trong tay. Nếu em đã quyết định rồi, vậy thì đi đi, chị không ngăn cản em nữa. Tô Dực Cân nhắc nhở nói, nhưng em cũng đừng miễn cưỡng mình quá, nếu như tình hình có thay đổi thì phải bảo vệ mạng sống mình trước. Thạch Hạo Hán của vùng đất tế trời. Mặc dù không công nhận nhà họ Tô chúng ta nhưng dù sao ông ấy cũng là ông ngoại của chúng ta. Tô Dực Cân nói tiếp, bất kể là đại hội võ thuật hay là đi đến vùng đất tế trời, nếu như đến trường hợp bất đắc dĩ rồi thì em cứ gọi một tiếng ông ngoại. Cho dù Thạch Hạo Hán có vô tình đến đâu nữa, thì át hẳn cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn cháu ngoại mình chết trước mặt mình đâu. Gọi ông ngoại sao? Ha ha! Thạch Hạo Hán giam lỏng mẹ mình. Còn muốn nhận được sự tôn kính của mình sao? Ngông cuồng vọng tưởng. Trong lòng Tô Thương thầm cười nhạo, nhưng để cho chị gái yên tâm, anh bèn khẽ gật đầu nói, chị, em hiểu rồi. Vậy thì tốt. Tô Dực Cân gật đầu nói, em trai, cha và ông nội vẫn đang ở dưới mật thất tu luyện, em đi chào tạm biệt bọn họ chứ. Vốn gì em cũng muốn đi, nhưng giờ nghĩ lại, vẫn thôi đi vậy, tránh làm cho bọn họ lo lắng. Tô Thương khẽ cười nói, đợi em trở về rồi, lại gặp bọn họ, chị giữ bí mật giúp em nhé. Được, dù sao bọn họ biết rồi, cũng không giúp được gì. Tô Dực Cân khẽ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, em trai, tiện nói cho chị biết át chủ bài của em là gì không, vậy mà lại có thể khiến cho em tự tin đến vậy, thậm chí còn khiến em có thể khiêu chiến với toàn bộ giới luyện võ luôn. Ha ha! Tô Thương không hề giấu giếm. Thành thực nói chị, tối hôm trước, ở Giang Bắc xảy ra hiện tượng sấm sét, chị có biết không? Chị có xem trực tiếp, quá đáng sợ rồi, ở trong tầng sấm sét đó hình như còn có một con hồ ly đang độ kiếp. Tô Dực Cân nói tiếp, nhưng mà, nhà chức trách đã tuyên bố rồi, nói đó chỉ là ảo ảnh gây ra bởi khúc xạ ánh sáng mà thôi, tất cả chỉ là ảo ảnh, trên thực tế không có tầng sấm sét nào cả, cũng không có cái gọi là hồ tiên. Không. Tô Thương lắc đầu nói chị, đó là thật đó, hồ ly độ kiếp chính là do em nuôi, bây giờ cô ấy đã là trúc cơ thành công rồi, lực chiến đấu có thể trấn áp được thần tông, có cô ấy, em mới dám trực diện đối mặt với tất cả tông phái trong giới luyện võ. Chuyện này, Tô Dực Cân bán tín bán nghi nói, em trai, em đang đùa phải không, trên thế giới làm sao có thể có hồ tiên, quá phi lý rồi. Ha ha, chị, để chị yên tâm. Em sẽ cho chị thấy. Tô Thương mỉm cười, sau đó dặn dò nói, Ali, ra đi, để chị gái tôi gặp cô.
Vâng. Vừa dứt lời, thì trong đầu của Tô Thương vang lên giọng nói của Ali. Tiếp theo đó, lóa mắt cái bóng dáng của Ali đã xuất hiện ở ngay phòng khách. Ali lúc này đã cởi bỏ trang phục y tá, mặc một bộ đồ da bó người màu bạc, trên đó còn có một hình trái tim. Bộ đồ da bó sát người, làm tôn lên dáng người chuẩn của cô ấy, càng cho thấy vẻ đẹp lung linh, ma mị. Ngoài ra, tóc của cô ấy cũng biến thành màu vàng, cực kỳ hợp với bộ đồ da màu bạc, tổng thể nhìn vô cùng quyến rũ người khác. Lúc này, Ali với bàn tay trắng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu, cũng rất là quyến rũ. Hấp dẫn người khác nhất chính là cô ấy còn cố ý để lộ ra một cái đuôi trắng, đung đưa qua lại. Bức tranh trước mặt có thể giết chết bất kỳ người đàn ông nào ở trên thiên hạ, e rằng mấy lão già trên núi Bồ Đề khi nhìn thấy cô ấy cũng khó mà thiền định được. Ali xin chào chị Dực Cân. Ali dịu dàng chào hỏi. Ali. Tô Dực Cân nhìn thấy Ali xuất hiện từ không trung, lập tức tin ngay những gì Tô Thương nói. Tiếp theo đó, cô ấy lại nhìn thấy cái đuôi mà Ali cố tình lộ ra, trong nháy mắt hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Sau đó, Tô Dực Cân kéo Tô Thương sang một bên, nhỏ giọng thì thầm nói, Tô Thương, em phải cẩn thận cô ta đấy, từ xưa đến nay hồng nhan họa thủy, đặc biệt là hồ ly tinh. Ý chỉ những người con gái đẹp luôn mang tới tai họa. Từ xưa tới nay, đã bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đều bị hủy hoại hết dưới tay của hồ ly tinh, ví dụ như vị hoàng đế cuối cùng của thế giới, vua Chu của nhà Thương, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của Tô Đát Kỷ, mất hết giang sơn. Tô Dực Cân nghiêm túc nói, em đừng ở gần cô ta quá, tuyệt đối đừng để hồ ly tinh mê hoặc thần trí. Chị! Tô Thương sờ sống mũi, cười khổ nói, chị nghĩ nhiều rồi, lại nói, chị quên em là thân phận gì rồi sao, đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc đấy, có người phụ nữ nào mà em chưa từng gặp chứ, yên tâm đi. Chị cũng chỉ nhắc nhở em thôi, Tô Dực Cân nhỏ giọng nói. Ha ha! Tô Thương khẽ cười, sau đó lại chuyển chủ đề chị, cha và ông nội, bây giờ đã bắt đầu tu luyện rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, em cũng dẫn chị vào con đường tu chân nhé. Không vội. Tô Dực Cân suy nghĩ một lát, rồi nói, Hoàng thượng cho gọi, sau khi em đi thì chị cũng phải lên thành phố rồi, đợi sau khi chị từ thành phố trở về, lại tu luyện cũng không muộn. Hoàng thượng đòi gặp chị sao? Tô Thương nhíu mày nói, có chuyện gì à? Kỳ thực, lúc đầu là Hoàng thượng muốn gặp em. Tô Dực Cân nói tiếp, Bình Thân Vương vốn dĩ là đại tướng của Tam Quân, nắm giữ 100.000 binh lính. Nhưng bây giờ anh ta bị em giết chết rồi, trong quân đội không thể một ngày thiếu người chỉ huy, cho nên Hoàng thượng muốn mời em về thành phố, cùng với các chiến thần gặp mặt, ổn định lòng quân. Tô Dực Cân nói tiếp, nhưng mà, mặc dù em đã được phong làm đại tướng Tô, nhưng các công việc trong quân đội, không phải một ngày là biết, do đó chị đề nghị thay em về thành phố, ổn định lòng quân trước, Hoàng thượng đương nhiên cũng đồng ý. Chị! Tô Thương nghe hiểu, nhưng lại nói, những chuyện này, nhà họ Tô chúng ta hiện tại không cần thiết phải lo nữa, chị tại sao phải đi vào vũng nước đục ngầu này? Em trai, chị không cho phép em nói những lời như vậy, chỉ có căn cơ của Hoàng thượng ổn định rồi thì thiên hạ mới thái bình được, bách tính mới có thể an cư lập nghiệp. Tô Dực Cân nghiêm nghị nói, nhà họ Tô của chúng ta, ba đời làm quân, đều là vì tấm lòng yêu nước của mình. Bây giờ Hoàng thượng đang cần chúng ta không thể không quan tâm được. Được rồi. Tô Thương không phản bác lại, chỉ nói, em ở thành phố đã giết chết Bình Thân Vương, ở biên giới phía Nam cũng chiến công hiển hách, mấy ngày trước còn giết chết tông chủ Trương Trường Sinh của Thiết Quyền Tông cùng với động chủ Cổ Hồng Nguyệt của Tam Đồng Kiều. Những tin tức này ắt hẳn đã lan truyền đến thành phố rồi, chị, lần này chị lên thành phố chắc cũng không việc gì cả, sẽ không còn ai dám bất kính với chị nữa. Tô Thương khẽ cười nói. Nghe thấy những lời này, Tô Dực Cân lại nhìn Tô Thương, nở một nụ cười nhẹ nhõm, em trai, em lớn thật rồi, bây giờ chị có thể sống nhờ vào hào quang của em rồi. Ha ha, chị, từ nhỏ đến lớn đều là chị bảo vệ cho em. Em sống dựa vào hào quang của chị đã hơn 20 năm rồi, đến lúc thay phiên cho chị rồi. Tô Thương mỉm cười rồi nói tiếp, đúng rồi chị, Dược Vương Điện ở thành phố là thế lực của nhà mình,
nếu như có việc gì không giải quyết được, chị cứ đến tìm Dược Vương Điện. Được. Tô Dực Cân gật đầu rồi mỉm cười nhìn Tô Thương, càng nhìn càng hài lòng. Chị, nếu đã như vậy thì em đi trước đây. Tô Thương tạm biệt nói. Đi đường cẩn thận. Tô Dực Cân lại nhắc nhở lần nữa, nhớ cẩn thận hồ ly tinh, phải biết kiểm soát mình, chuyện đó không được làm nhiều, em còn nhỏ, làm nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Khụ. Chị, chuyện này em tự biết chừng mực. Tô Thương cũng không giải thích nhiều, sau đó dẫn theo A Ly rời khỏi phòng khách. Tên nhóc này, đúng là trưởng thành rồi. Mắt nhìn thấy Tô Thương và A Ly đã rời khỏi, trong lòng của Tô Dực Cân không khỏi cảm khái. Chấm chấm chấm. Mấy phút sau. Ở cạnh vườn hoa. Ở đó có cái cầu tuột dài 7, 8 mét, Tô Tinh Hà và Mạc Ngữ Yên đang chơi đùa bên đó. Cái cầu tuột cao như vậy, một cô bé nhỏ như Mạc Ngữ Yên đương nhiên sẽ cảm thấy sợ. Nhưng mà... Tô Tinh Hà lại an ủi nói, tiểu Mạc Mạc, đừng sợ, có tớ bảo vệ cậu. Tránh ra, đồ cha nam, tớ không cần cậu bảo vệ nữa. Mạc Ngữ Yên bĩu môi nói. Cậu nghĩ oan cho tớ rồi, tớ không phải là cha nam, tớ chỉ muốn cho mấy cô gái lưu lạc đó một mái nhà thôi. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, cậu nghĩ xem, có biết bao cô gái không có nhà để về, không có nơi tránh gió, tránh bão, tội nghiệp biết bao, tớ chỉ muốn làm việc tốt mà thôi. Xì, nói dối. Mạc Ngữ Yên lườm Tô Tinh Hà một cái rồi nói, tớ không thèm tin mấy lời nhăng cuội của cậu. Tớ. Tô Tinh Hà còn đang định giải thích tiếp thì ngay lúc này lại nhìn thấy Tô Thương và A Ly đi tới. Cha. Tô Tinh Hà nở nụ cười chào hỏi Tô Thương, nhưng khi nhìn thấy A Ly thì cậu bé đột nhiên sững người lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Chị nhỏ này, đáng sợ quá. Tô Tinh Hà bị dọa cho tái mét mặt mày, trốn sau cầu tuột, không dám lại gần Tô Thương. Nhóc thối, sao vậy? Tô Thương nghi hoặc nói. Cậu chủ, con trai anh không đơn giản nha, có lẽ cậu bé cảm nhận được thân phận thật của tôi rồi. A Ly truyền âm cho Tô Thương nói. Hử. Tô Thương nhíu mày nói, tôi đã quan sát kỹ càng Tô Tinh Hà rồi, nó chỉ là một người có thể chất bình thường sao có thể nhìn ra được thân phận thật của cô chứ. Trên đường đến, Tô Thương đã kêu A Ly thu cái đuôi hồ ly lại, cho nên lúc này anh rất tò mò làm sao Tô Tinh Hà lại có thể nhìn ra được. Không rõ nữa. A Ly lắc đầu, sau đó nói, nhưng chắc chắn là cậu bé đã cảm nhận được gì đó. Thì ra là vậy. Tô Thương nghe vậy, chăm chú nhìn Tô Tinh Hà lần nữa, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Ngay sau đó, anh cũng không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh về phía Tô Tinh Hà, khẽ cười nói, con trai, con trốn ở đây làm gì vậy? Cha, chị gái nhỏ sau lưng của cha, chị ấy. Chị ấy không phải là người. Tô Tinh Hà run cầm cập nói. Tô Thương hiếu kỳ nói, sao con biết được vậy? Con nhìn một cái là biết rồi. Tô Tinh Hà thành thật nói. Anh nhìn Tô Tinh Hà lần nữa, phát hiện con trai mình không hề nói dối, có lẽ là thiên phú. Nhóc con. Chính ngay lúc này, A Ly liền bước tới, khẽ cười nói, lúc nãy cậu nói gì cơ, ai không phải là người? Chị. Hử. A Ly giả bộ uy hiếp Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nhìn thấy vậy liền giật mình một cái, vội vàng giải thích, chị nhỏ, chị không phải là người, bởi vì chị là tiên nữ xinh đẹp nhất trần đời. Vậy thì còn được, nhóc con dẻo miệng quá. A Ly hài lòng mỉm cười, sau đó chấn chỉnh nói, nhưng mà, nhóc con, cậu đừng gọi tôi là chị nhỏ, tôi tên là A Ly, sau này phải gọi tôi là gì A Ly? Gì, A Ly, Tô Tinh Hà run rẩy nói. Cậu sợ tôi gì chứ, tôi cũng không ăn thịt cậu. A Ly trấn an nói. Tô Thương cũng nói, con trai, đừng sợ, cô ấy là bạn tốt của cha. Nghe cha mình nói như vậy, nỗi khiếp sợ trong lòng Tô Tinh Hà mới tan biến mất. Tô Thương thấy vậy, bèn nói, con trai, đi cùng với cha đi, cha đưa con đến núi Võ Đang. Võ Đang. Bây giờ đi Võ Đang sao? Tô Tinh Hà dừng lại mấy giây, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nói cha, không phải cha định tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái đó chứ?
Con cũng biết đại hội trăm môn phái sao? Đương nhiên biết chứ. Tô Tinh Hà nói, lúc trước Du Du từng nói với con, chị ấy muốn lén ghi danh tham gia đại hội võ thuật, trở thành người tham gia nhỏ tuổi nhất. Hả, Du Du cũng tham gia sao? Tô Thương không nhịn được liền hỏi, vậy nó ghi danh chưa? Con không biết, con bỏ nhà đi được mười mấy ngày rồi mà. Tô Tinh Hà lắc đầu, sau đó mừng rỡ nói cha, đi thôi, tính lại thì ngày mai đại hội võ thuật bắt đầu rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi mới kịp. Ừm, nhưng mà, sao con vui mừng quá vậy? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Hi hi, cha là siêu cấp xã hội đen, đến võ đàng rồi chắc chắn cha sẽ không ở yên đâu, thế nào cha cũng quậy banh lên cho mà xem, nói không chừng cha còn tẩy trần cả võ đàng nữa ấy chứ. Tô Tinh Hà kích động nói, con buồn chán, ngứa tay ngứa chân mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng có chuyện kích thích để làm rồi. Con nghĩ kỹ rồi, chúng ta đi đến tẩy kiếp võ đàng trước, rồi đến cướp núi Bồ Đề, vùng đất tế trời, cướp sạch hết toàn bộ bảo bối của các đại môn phái trong giới luyện võ, ha ha. Cha yên tâm đi, con đảm bảo sẽ là trợ thủ đắc lực nhất cho cha cứ cướp, con còn sẽ vào túi hết tất cả, lấy hết toàn bộ đồ tốt đi. Nhắc đến làm xã hội đen, biểu cảm của Tô Tinh Hà liền thay đổi hoàn toàn, vô cùng hưng phấn. Tô Thương nghe thấy vậy, liền giơ tay ra gõ lên đầu Tô Tinh Hà một cái, đen sầm mặt lại nói, thằng nhãi con cướp đi bảo bối của ông bội, con tốt nhất là ngoan ngoãn cho cha, nếu không đừng trách cha không khách sáo. Hai. Tô Tinh Hà ôm đầu, để lộ ra vẻ đau khổ nói, cha, con sai rồi, đừng đánh con nữa ạ. Ừm, như vậy còn tạm được. Tô Thương hài lòng gật đầu, rồi nói, đi chào tạm biệt với bạn tốt của con đi, chúng ta phải đi rồi. Bạn tốt cái gì chứ, Tiểu Mạc Mạc là vợ của con. Tô Tinh Hà phản bác một câu, liền đi tới trước mặt Mạc Ngữ Yên, lưu luyến không nỡ chào tạm biệt với Mạc Ngữ Yên. Tên danh con này mấy câu tình cảm, khiến Mạc Ngữ Yên cảm động, rớt nước mắt. Tô Tinh Hà, tớ đợi cậu ở đây. Không mà không quay lại, thì tớ cũng không đi đâu hết. Mạc Ngữ Yên vừa lau nước mắt, vừa nói. Tiểu Mạc Mạc, mỗi phút mỗi giây tớ đều sẽ nghĩ tới cậu. Sau khi chào tạm biệt, Tô Tinh Hà lại trở về phòng của mình, bưng một tay nải toàn đá quý. Tay nải này, lúc đầu đã bị Tô Thương tịch thu, nhưng về sau nhờ có Tô Dực Cân, nên Tô Thương lại trả lại cho Tô Tinh Hà. Cha, có thể xuất phát được rồi ạ. Lúc này, Tô Tinh Hà nói. Tô Thương gật gật đầu, sau đó không nhìn được bèn hỏi, con trai, trong cái tay nải này, rốt cuộc đang cất giấu bảo bối gì thế, sao đi đâu con cũng mang theo nó vậy? Á! Nghe thấy hai chữ bảo bối, Tô Tinh Hà chợt hoảng hốt, nhưng cậu bé che giấu rất kỹ, bèn giải thích, có cái gì bảo bối gì đâu ạ, chỉ là bình sữa, sữa bột, còn có một ít bánh quy của con thôi. Không có gì khác đâu ạ. Hả? Tô Thương cười cười, đương nhiên là không tin rồi, nhưng anh ấy cũng không có hỏi nhiều. Dựa vào năng lực của Tô Thương, chỉ cần dùng thần thức lướt qua một cái, là đã phát hiện ra trong tay nải đó có một đồ vật rất quý. Cho nên, lúc trước anh mới tịch thu tay nải đó của Tô Tinh Hà, để nghiên cứu xem sao. Nhưng còn chưa kịp nghiên cứu thì đã bị Tô Dực Cân lấy lại rồi. Tay nải đó là của con trai anh ấy, đồ quý báu bên trong cũng thuộc về con trai. Tô Thương, đừng nên cướp đồ vật quý báu đó của con trai thì tốt hơn, để tránh sau này khi bệnh nặng, con trai sẽ không cứu mà lại chôn mình luôn thì chết mất. Sau đó, Tô Thương liền dẫn Tô Tinh Hà và Ali rời khỏi khu để xe của trang viên nhà họ Tô. Cũng không lâu sau, có một đoàn người liền đi tới Vương gia. Vương Bảo Toàn và tất cả mọi người nhà họ Vương, đã đợi sẵn ở bên ngoài từ lâu rồi. Tô Đại Thiếu Gia. Nhìn thấy Tô Thương, Vương Bảo Toàn ông chủ nhà họ Vương, dẫn đầu đoàn người đi tới, kích động nói, những chuyện cậu đã làm, chú đã nghe nói rồi, cậu lợi hại thật đấy, đúng là huyền thoại sống, cậu chính là vị thần đó đấy. Lời nịnh nọt được truyền lại từ tổ tiên nhà họ Vương, Tô Thương đều thấy quen rồi, khẽ cười nói, ông chủ Vương. Cháu muốn đưa Vương Đại Thiếu ra đi mấy ngày, cậu ấy đã nói cho chú rồi chứ? Đã nói rồi. Nhắc lên Vương Phú Quý, khuôn mặt Vương Bảo Toàn tràn đầy sự vui mừng,
trong số mấy đứa cháu của chú, phải kể đến tên vô dụng Vương Phú Quý này, ăn chơi sa đọa, không làm việc gì ra hồn cả. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ nó lại có được thành tựu như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Vương Bảo Toàn cười nói, hôm qua nó về đến nhà rồi nói với chú nó đã đặt chân đến tông sư rồi, lúc đầu chú còn không tin, còn đánh nó một trận, ai mà biết được đó lại là thật cơ chứ. Phú Quý nhà chú mới hơn 20 tuổi, đã là tông sư rồi, sau này tiền đồ vô lượng đó nha. Vương Bảo Toàn nhìn về phía Tô Thương, trong mắt tràn đầy sự kính nể và cảm kích, chú biết, sở dĩ Phú Quý có thể trở nên như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Tô Đại Thiếu Gia, trên dưới nhà họ Vương bọn chú, vô cùng biết ơn cậu, Tô Đại Thiếu Gia, xin nhận nhà họ Vương một cái cúi đầu. Nói xong, Vương Bảo Toàn liền muốn quỳ xuống, những người khác của nhà họ Vương, đã quỳ hết trên mặt đất. Ông chủ Vương, Tô Thương tiến lên, ngăn Vương Bảo Toàn. Cười nói, tôi với Vương Đại Thiếu Gia là anh em tốt, người khác thì có thể quỳ, nhưng cái cúi đầu này của chú, tôi không nhận được đâu. Tô Đại Thiếu Gia khách sáo rồi, cậu đối với nhà họ Vương tôi, như có ơn hồi sinh vậy. Vương Bảo Toàn vô cùng cảm kích, rồi nói, Phú Quý ở cùng với cậu, tôi rất yên tâm. Tô Thương gật đầu, sau đó hỏi, Vương Đại Thiếu Gia đâu, sao không thấy cậu ấy đi đâu rồi? Phú Quý đang chào tạm biệt với mẹ nó, bắt đầu từ tối hôm qua, nó đã quỳ trước bài vị của mẹ nó, nói là phải quỳ đến 9 giờ. Vương Bảo Toàn nói, Tô Đại Thiếu Gia, hay là tôi đến hối thúc nó được không? Không cần đâu. Tô Thương nhìn thoáng qua một cái, rồi khẽ cười nói, còn vài phút nữa, tôi đợi cậu ấy được, hiếm khi Vương Đại Thiếu Gia nghiêm túc một lần như vậy, tôi sẽ không quấy rầy cậu ấy đâu. Được rồi. Tô Đại Thiếu Gia đúng là một người rất biết cảm thông cho người khác. Vương Bảo Toàn nói tiếp, sau này nếu Phú Quý có làm sai ở chỗ nào, cậu cứ thẳng thắn dạy dỗ nó, đừng giữ thể diện cho nó, mà cứ đánh cho nó một trận, đánh càng mạnh tay càng tốt. Ha ha, đó là điều chắc chắn rồi, tôi đánh cậu ấy cũng không ít đâu. Tô Thương nhắc đến chuyện hôm qua, nói tối hôm qua tôi làm vũ khí cho cậu ấy, vốn định làm cho cậu ấy một thanh kiếm. Nhưng ai biết được cậu ấy lại chọn kèn, tức chết mất. Ôi! Tô Đại Thiếu Gia, có chỗ cậu vẫn không biết rồi. Ai ngờ, Vương Bảo Toàn nghe vậy, lại thở dài một hơi nói, cả đời này của Phú Quý, sẽ không dùng kiếm đâu. Vì sao vậy? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Thực ra cũng không dám giấu giếm cậu, vợ chú đã chết dưới kiếm của kẻ thù. Vương Bảo Toàn thấy Tô Thương tò mò, nhẹ nhàng nói. Năm đó, chú và vợ chú, đều nhà tướng sĩ của nước Hoa, dưới trướng của đại tướng Tô, mỗi người thống lĩnh hàng mấy vạn lính. Có một lần phá vây chiến đấu, bà ấy vì bảo vệ chú, mà đã đỡ một nhát kiếm của kẻ thù. Vương Bảo Toàn nói tiếp, nhát kiếm kia, đâm trực tiếp vào tim bà ấy, chú không dám rút ra, sợ bà ấy chảy quá nhiều máu, rồi hy sinh tại chỗ. Trước khi chết, bà ấy muốn gặp bọn nhỏ, thế là... Sau khi phá vòng vây thành công, dưới sự sắp xếp của đại tướng Tô, chú liền đưa bà ấy lên máy bay chiến đấu trở về Giang Bắc. Vương Bảo Toàn hồi tưởng lại, tiếp tục nói, khi đó, Vương Phú Quý còn nhỏ, chắc khoảng 7-8 tuổi. Nó tận mắt thấy một thanh kiếm đâm vào ngực mẹ của mình, toàn thân đều là máu, lúc ấy nó khóc rất thảm, sau khi đưa mẹ nó đi, nó cũng không dám nhìn thẳng vào thanh kiếm nữa. Vương Bảo Toàn gượng cười nói, chắc là mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm, nó sẽ nhớ ngay tới dáng vẻ người mẹ đã mất của nó, không biết là đau buồn, hay vẫn còn một nguyên nhân khác. Tóm lại, nhìn thấy kiếm, mặt nó sẽ hiện ra vẻ sợ hãi, liền tránh đi theo bản năng, cái này, chú đã phát hiện ra từ lâu rồi. Vương Bảo Toàn nói tiếp, chú cũng từng khuyên nó, đáng tiếc lại không có kết quả gì. Cho nên, đời này nó sẽ không cầm kiếm đâu. Bởi vì nó không bước qua được cái nào cản trong lòng của nó. Thì ra là thế. Nghe xong câu chuyện này, Tô Thương bỗng tỉnh ngộ. Xem ra đêm qua, Vương Đại Thiếu Gia cũng không phải là không cẩn thận, là cậu ấy cố ý không muốn luyện linh kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Thương bỗng nhiên có chút tự trách, bản thân mình lại ép buộc Vương Đại Thiếu Gia luyện chế linh kiếm, thật là không nên mà. Tô Đại Thiếu Gia, đợi lát nữa Phú Quý ra rồi.
cậu tuyệt đối đừng nhắc chuyện này ở trước mặt nó, tránh để nó phải đau lòng. Vương Bảo Toàn nhỏ giọng nói. Tô Thương gật đầu, đồng thời cũng quyết định không hỏi Vương Đại Thiếu gia có muốn thay đổi thể loại vũ khí không. Chỉ là Tô Thương thực sự không nghĩ tới, nhìn qua thì Vương Phú Quý vui vẻ như thế, nhưng trong lòng lại ẩn giấu một câu chuyện khá là đau buồn. Quả nhiên, người vui vẻ, thường sẽ có nỗi buồn không thể nói ra. Đợi thêm vài phút nữa, cuối cùng Vương Phú Quý cũng đi ra. Tô Đại Thiếu gia. Vương Phú Quý tươi cười chào hỏi Tô Thương, cậu ấy nhìn thấy A Ly thì lại sợ đến mức rùng mình một cái. Nhớ lại giáo huấn ngày hôm qua, Vương Phú Quý nhịn không được mỉa mai cười hai tiếng, khách sáo nói, chào chị dâu nhỏ. A Ly gật đầu, cô ấy nghe được tiếng chị dâu nhỏ thì càng ngày càng hài lòng với Vương Phú Quý. Bỗng nhiên Vương Phú Quý nhìn thấy Tô Tinh Hà bên cạnh, cậu ấy lập tức bước tới, nhịn không được nhéo khuôn mặt của Tô Tinh Hà, hơn nữa nói, Tô Đại Thiếu gia, đây là con cái nhà ai vậy, khuôn mặt nhéo lên thật là đàn hồi. Con trai tôi, Tô Tinh Hà, Tô Thương cười nói. Mẹ kiếp! Vương Phú Quý kinh ngạc nói, Tô Đại Thiếu gia, Binh Quý Thần Tốc nha, tôi nghe nói cậu có con gái mà, từ lúc nào lại lòi ra thêm một đứa con trai vậy? Lăn sang một bên, cậu đúng là biết nói chuyện đấy. Tô Thương đen mặt nói. Ha ha. Vương Phú Quý cười, sau đó cậu ấy nhìn Tô Tinh Hà, nói, Tô Tinh Hà, gọi anh đi, về sau anh trai sẽ bảo vệ cậu. Cút. Tô Tinh Hà liếc Vương Phú Quý một cái, vẻ mặt cậu bé khinh thường nói, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu, trên người anh cũng không có chân khí, tên nhóc tôi tát một cái là có thể đánh cho anh phát khóc rồi. Không biết lớn nhỏ, xem ra tôi cần phải cho cậu thấy được sự lợi hại của anh trai cậu. Dứt lời, Vương Phú Quý xòe bàn tay ra, một cỗ linh khí lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay cậu ấy. Năng lượng này, nó giống như của cha tôi. Biểu cảm của Tô Tinh Hà lập tức thay đổi, sự khinh thường tràn đầy trong ánh mắt lúc trước, bây giờ lại lộ ra một ý cười lấy lòng, anh trai tốt, em trai này về sau phải dựa vào sự bảo bọc của anh rồi. Hi hi, chuyện nhỏ, em đi theo anh trai lăn lộn, ăn uống không cần lo. Vương Phú Quý vỗ ngực cam đoan, nhưng mà cậu ấy nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, không đúng, dối quá rồi. Anh trai, dối cái gì? Vai vế dối rồi. Vương Phú Quý phản ứng lại, lẩm bẩm, anh và cha em là anh em, tại sao anh lại có thể là anh trai của em được chứ? Sai vai vế rồi, em nên gọi anh là chú Vương. Cái này có là gì, anh trai, chúng ta mỗi người mỗi vẻ, em kêu anh là chú thì có vẻ có khoảng cách quá. Tô Tinh Hà đảo con mắt nhỏ, vừa cười vừa nói, nhưng em gọi anh là anh trai thì khác, điều đó chứng tỏ chúng ta bạn bè cùng trang lứa, có đề tài chung để nói chuyện, có đúng không, anh trai? Có lý. Vương Phú Quý cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó cậu ấy gật đầu cười nói, ha ha, em trai, vậy em cứ gọi anh là anh trai đi. Sau này anh trai có một miếng thịt thì sẽ không thể thiếu xương của em. Anh trai, em cũng muốn ăn thịt. Được, chúng ta đều ăn thịt. Này, anh trai, cánh tay của anh làm sao vậy? Tại sao đều là cánh tay trái? Lẽ nào anh thuận tay trái, chỉ thích dùng tay trái, cho nên anh mới cố ý chém đứt tay phải, cấy phép cánh tay trái sao? Em trai quả nhiên là thông minh hơn người, lập tức nhìn ra được nguyên nhân trong đó, không sai. Anh trai em thuận tay trái, bây giờ cả hai tay của anh đều là tay trái, anh dùng rất thoải mái. Thật lợi hại, anh trai làm việc, thật sự là không giống với người thường, không hổ là anh trai tốt của em. Vương Phú Quý và Tô Tinh Hà giống như là vừa gặp đã quen, bọn họ hừng hực nói chuyện, mọi người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải Tô Thương thúc giục, không biết hai người bọn họ còn muốn nói chuyện tới khi nào. Lúc này, mọi người đều đã đến đủ. Tiếp theo, Tô Thương, A Ly, Tô Tinh Hà, Vương Phú Quý, một nhóm bốn người rời khỏi nhà họ Vương. Núi Võ Đang, cách Giang Bắc chưa đến 1.000 dặm, lái xe đi trên cao tốc, đến tối là có thể đến nơi. Vì vậy đám người Tô Thương không mua vé xe, bọn họ chọn lái xe đi trước, lái từ nhà họ Vương. Bây giờ Vương Phú Quý là tu chân giả luyện khí tầng 8. Đừng nói là lái xe mấy tiếng đồng hồ,
cho dù cậu ấy có lái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Vì thế một nhóm 4 người khởi hành, đi đường cao tốc Giang Hải đi thẳng đến núi Võ Đang. Ban đầu, Tô Thương định đến trang viên nhà họ Lý lần nữa, gặp Lý Nguyệt một lần. Nhưng mà lúc hai người chia tay sẽ khó có thể tránh khỏi quyến luyến không rời, vì vậy anh dứt khoát không đi, chỉ dùng WeChat nhắn cho Lý Nguyệt 2 tin nhắn. Chấm. Lúc này, chiến trường Nam Cương, một nơi hoang vu. Một người nhìn qua chỉ là một thiếu niên 10 mấy tuổi, ngồi xếp bằng, quanh người tản ra một khí tức kinh khủng. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, năng lượng xung quanh người thiếu niên này, không phải chân khí, mà là linh khí. Thiếu niên này không phải là ai khác, mà chính là lão độc vật Lâm Uyên. Vài ngày trước cậu ấy gặp Tô Thương ở Nam Cương, ép hỏi anh về phương pháp tu chân, cậu ấy muốn trường sinh. Lúc đó Tô Thương muốn giết chết Đoan Mộc Lưu như vậy, đầu tiên anh khiến Lâm Uyên mất đi một thân chân khí kinh khủng, biến cậu ấy thành một luyện khí tầng 1 nho nhỏ, sau đó thì bản thân tùy ý làm thịt. Cho nên, Tô Thương truyền cho Lâm Uyên một công pháp tu chân cấp thấp, công pháp này ở Huyền Thiên Tiên Vực, cho dù là đệ tử của tông phái nhỏ cũng khinh thường tu luyện. Bởi vì công pháp này cực kỳ yếu, cho dù có tu luyện đến tận cùng thì nhiều lắm cũng chỉ đặt chân lên được trúc cơ đỉnh phong, cả đời không có cách nào có thể ngưng kết kim đan. Đây là khiếm khuyết của công pháp này, không liên quan đến thiên phú, ngay cả khi Tô Thương có tu luyện công pháp này thì kết quả cũng là như vậy. Cho nên Tô Thương không chút do dự truyền cho Lâm Uyên, sau đó giúp đỡ Lâm Uyên đặt chân vào giới tu chân. Nhưng ai ngờ được là tên Lâm Uyên này biết chân khí và linh khí không thể cùng nhau tồn tại. Kế hoạch của Tô Thương thất bại, anh không thể lừa được Lâm Uyên, ngược lại anh còn suýt chút nữa thua trong tay Lâm Uyên. Cũng may vào thời điểm quan trọng, Tây Giao xuất hiện, ép Lâm Uyên rút lui. Sau khi chạy trốn khỏi Lâm Uyên, hai người cũng không hề rời khỏi Nam Cương, mà bọn họ tìm một nơi không có người quấy rầy, bế quan nghiên cứu công pháp mà Tô Thương truyền cho cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy không chịu đựng được sự cám dỗ của trường sinh. Lựa chọn loại bỏ tất cả chân khí của bản thân, trở thành một người bình thường, sau đó tu luyện công pháp. Cho đến hôm nay, cậu ấy đã thành công. Ha ha ha! Không ngờ là bảo vật quý giá ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, bách độc phiên, vậy mà lại ẩn chứa linh khí kinh khủng như vậy, trời cũng muốn giúp mình mà. Lúc này, Lâm Uyên mở mắt ra, vui mừng khôn xiết nói, bách độc phiên này đã đi theo mình hơn 100 năm. Từ sau ta khi tiếp quản Lư Sơn, bách độc phiên đã bị mình nắm trong tay. Mình sở hữu nó lâu như vậy, nhưng mà lại không thể thật sự hiểu rõ nó, chỉ sử dụng nó để thả ra khí độc. Lâm Uyên nói tiếp, mấy ngày trước, mình dùng công pháp mà Tô Thương đã truyền thụ, luyện ra một tia linh khí, ai ngờ đã trực tiếp giải trừ phong ấn của bách độc phiên, linh khí của nó cực kỳ dồi dào, trực tiếp bao vây mình, liên tục tiến vào trong cơ thể của mình. Bây giờ ta đã đặt nửa bước chân vào trúc cơ, cách trúc cơ chân chính chỉ còn một bước ngắn. Lâm Uyên xòe bàn tay ra, thả ra một đoàn linh khí, khóe miệng cậu ấy không nhìn được nhếch lên, nói, đây chính là năng lượng của tu chân giả sao, mặc dù bây giờ trạng thái chiến đấu của mình không bằng trạng đánh đỉnh phong lúc mình tu luyện cổ võ, nhưng mà cũng không kém, cho dù có gặp phải thần tông trung kỳ thì mình chắc chắn cũng có thể giết chết được. Quan trọng là mình vẫn đang trong giai đoạn thăng tiến. Mình có cảm giác, đợi mình đột phá trúc cơ thành công, nhất định là có thể chiến thắng mình ở thời kỳ đỉnh cao. Nói như vậy, vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, còn có núi Võ Đang, núi Bồ Đề, mấy lão già nơi này, tất cả đều không phải là đối thủ của mình. Lâm Uyên đắc ý vênh váo, cười nói, ngày đó, chính là lúc mình nắm giữ giới cổ võ này. Lâm Uyên đây, muốn làm Tô Vô Kỵ thứ hai, uy chấn giới cổ võ. Khiến cho tất cả sinh linh trên thế giới này phải phủ phục dưới chân. Tô Thương, ha ha ha, suy cho cùng thì tôi thật sự là phải cảm ơn cậu thật tốt. Nếu không phải cậu truyền thụ cho tôi công pháp tu chân thì tôi cũng không có khả năng sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Lần sau gặp lại, tôi sẽ tha mạng cho cậu, xem như là báo đáp cậu. Trong mắt Lâm Uyên lộ ra ý cười lạnh, sau đó cậu ấy suy nghĩ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cây quạt nhỏ. Cây quạt này không lớn, nó chỉ to bằng một bàn tay, có thể tỏa ra uy thế, lại có thể khiến linh hồn con người sợ hãi,
đây chính là thánh vật Lư Sơn, Bách Độc Phiên. Bách Độc Phiên vừa xuất hiện, bụi cây xung quanh lập tức chuyển thành màu đen khô vàng, ngay cả trong không khí cũng tản ra độc khí quỷ dị. Bách Độc Phiên có thể phản ứng với linh khí, điều này chứng tỏ tổ tiên Lư Sơn mình hơn một nửa cũng là tu chân giả. Lâm Uyên cầm Bách Độc Phiên trong tay, cậu ấy suy đoán, trải qua nhiều năm, luyện khí sĩ biến mất, trên dưới Lư Sơn bắt đầu tập trung tu luyện cổ võ, cho nên không có ai có thể kích hoạt Bách Độc Phiên, thu được linh khí khổng lồ bên trong nó. Lần này mình đánh bậy đánh bạ, luyện ra được linh khí, do đó có thể mở ra phong ấn của Bách Độc Phiến, một bước lên trời. Khóe miệng Lâm Uyên nhếch lên, nói, mình hấp thụ một phần linh khí vô cùng nhỏ ở bên trong đã là bán bộ trúc cơ, nếu như mình hấp thụ toàn bộ, chỉ sợ là mình sẽ có thể đột phá trúc cơ, thậm chí là kết đan. Chỉ có điều, bây giờ mình đã rất mạnh rồi, nếu mình muốn đột phá trúc cơ thì chỉ trong chốc lát là có thể hoàn thành. Dứt lời, Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn về phía võ đang, lẩm bẩm nói, Bách Tông hội võ năm nay không giống như bình thường, căn cứ theo suy đoán của lão già ở Thiên Cơ Môn mấy trăm năm trước, sau Bách Tông hội võ, trời đất sẽ thay đổi lớn. Vì vậy vị trí thứ nhất của Bách Tông hội võ lúc này phải là người được trời chọn, các tông phái cổ võ lớn đã ước định, thuận theo thiên đạo, để cho hạng nhất của trở thành cổ võ minh chủ, nắm giữ giới cổ võ, ứng phó với sự thay đổi mới tiếp theo. Khóe miệng Lâm Uyên nhếch lên, nói, bây giờ ông đây đã trẻ lại, ngay cả xương cốt cũng thay đổi, hoàn toàn chính là một thiếu niên mười mấy tuổi, phù hợp với điều kiện dự thi. Hơn nữa, lại riêng vào lúc này, ông đây còn lấy được công pháp tu chân, ha ha, chẳng phải ông đây là đứa con được trời chọn sao? Ánh mắt Lâm Uyên lạnh lẽo, cậu ấy nói, Bách Tông hội võ năm nay, vị trí hạng nhất chắc chắn sẽ thuộc về ông đây, cũng chỉ có ông đây mới có thể thống lĩnh giới cổ võ, ha ha ha. Suy nghĩ đến đây, Lâm Uyên cất Bách Độc Phiên, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ. Bên kia, vùng núi Tế Trời, Sơn chủ núi Thái Sơn Thạch Hạo Hãn đã sớm rời đi, lựa chọn không đồng hành cùng Thạch Cửu Thiên. Lúc này, Thạch Cửu Thiên cả người là quần áo thể thao màu trắng đang một mình xuống núi Thái Sơn. Cô cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ quan tâm em họ Tô Thương nhiều hơn, vị trí hạng nhất của Bách Tông hội võ, trừ cháu ra cũng không còn có thể là ai khác, đến lúc đó, cháu sẽ xin ông nội thả cô ra ngoài, để cô và Dượng một nhà đoàn tụ. Thạch Cửu Thiên mang theo mục tiêu của bản thân, tư thế oai hung, lái xe thẳng đến núi Võ Đang. Phía nam, núi Cửu Phong. Du Du, con đã sắp xếp xong chưa, chúng ta nên xuất phát đến Võ Đang rồi. Trong cung điện, Thiên Sơn Tuyết cười thúc giục. Vâng, mẹ, con đến đây. Dứt lời, Tô Du Du đeo một cái ba lô còn lớn hơn cô bé ấy, đi ra từ trong phòng. Du Du, chúng ta chỉ đi vài ngày mà thôi, con mang nhiều đồ như vậy làm cái gì? Thiên Sơn Tuyết cười nói. Hi hi, bên trong đều là trái cây con hái ở núi Cửu Phong, có thanh đào, có vương mai, có táo ngọt. Tô Du Du nở một nụ cười ngọt ngào, con muốn đem đến cho cha ăn, cha nhất định sẽ rất vui vẻ. Những thứ này rất phổ biến, núi Võ Đang cũng có, con không cần thiết phải đem theo, quá nặng. Không được. Tô Du Du bướng bỉnh nói, đây là do con tự tay hái, không hề giống với tự bỏ tiền ra mua, cha còn chưa từng ăn trái cây con hái đâu, con tự mang, không cần mẹ giúp đâu. Được rồi. Con muốn thì mang theo đi. Thiên Sơn Tuyết bất đắc dĩ cười cười, sau đó cô ta thúc giục, đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Vâng. Tô Du Du nở nụ cười, không thể chờ đợi được nói, đã lâu rồi con không gặp cha, không biết ông ấy có nhớ con không? Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay con sẽ có thể gặp được ông ấy. Thiên Sơn Tuyết bỗng nhiên nở một nụ cười. Cô ta nói, có phải con đăng ký tham gia Bách Tông hội võ rồi đúng không? Nói không chừng con có thể làm đối thủ của cha con đấy. À! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du lập tức thay đổi. Cô bé khẩn trương nói, mẹ, làm sao mẹ biết được? Chuyện của núi Cửu Phong, có cái gì có thể giấu giếm được mẹ chứ? Thiên Sơn Tuyết khẽ cười, nói, nhưng mà, Du Du, con đã đăng ký, muốn tham gia thì tham gia đi.
Trải qua chuyện lần trước, lần đầu tiên con sử dụng được sức mạnh của Thiên Tông, chân khí khổng lồ di chuyển bên trong cơ thể con, nhiều ngày đã trôi qua như vậy, cơ thể con đã thích ứng được rồi, con có thể tùy ý sử dụng sức mạnh Thiên Tông, hơn nữa cảnh giới cũng có sự tăng lên rõ rệt. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, bây giờ nếu con sử dụng toàn lực thì có thể phân cao thấp với Thiên Tông hậu kỳ, cũng coi như là trong họa có phúc. Thực lực như vậy, ở mấy năm trước thì hẳn là có thể tiến vào top 20 người đứng đầu. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, mặc dù tình huống năm nay tương đối đặc thù, nhưng hạng cũng sẽ không quá kém, con cứ rèn luyện bản thân một chút đi. Cảm ơn mẹ. Nghe được Thiên Sơn Tuyết đồng ý, Tô Du Du ôm lấy Thiên Sơn Tuyết, vui vẻ cười nói, nhưng sau đó cô bé ấy lại khổ sở nói, mẹ, lần trước lúc con gặp được cha, ngay cả Thiên Tông ông ấy cũng đánh không lại. Nếu con thật sự gặp cha trong cuộc tranh tài, con có nên đánh bại ông ấy không? Tô Du Du sa vào rối rắm. Con không phải là đối thủ của ông ấy. Đối với chuyện này, Thiên Sơn Tuyết lắc đầu cười. Mấy ngày nay, cô ta đã được nghe nói đến hành động của Tô Thương, cô ta đương nhiên biết Tô Thương bây giờ có thể giết chết Thần Tông. Các tông phái lớn đã sớm có ước định, hạng nhất của Bách Tông Võ Hội là người được trời chọn, người đó sẽ trở thành cổ võ minh chủ. Tô Thương, anh sẽ là người được trời chọn này sao? Thiên Sơn Tuyết ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt ngọc tuyệt đẹp tràn đầy chờ mong. Tiếp theo, Thiên Sơn Tuyết đã theo Tô Du Du xuất phát, đi theo còn có rất nhiều cao thủ và thiếu niên con trời của núi Cửu Phong. Trước khi đi, Thiên Sơn Tuyết cũng không quên thông báo cho ông nội Thiên Niên Sát, nói ông ấy đến núi Võ Đang trước. Đoạn thời gian trước, Tô Tinh Hà lén bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn cầm theo chí bảo của Thiên Niên Sát. Món đó là chí vật, là con bài chưa lật mạnh nhất của Thiên Niên Sát, bởi vì có bảo vật này, Thiên Niên Sát mới có thể trấn áp 8 ngọn núi còn lại. Bây giờ bảo vật mất tích, Thiên Niên Sát đứng ngồi không yên, ông ấy lập tức rời núi Cửu Phong, đi tìm Tô Tinh Hà, đáng tiếc là trước sau vẫn không có tin tức của Tô Tinh Hà. Thiên Sơn Tuyết thông báo cho ông nội Thiên Niên Sát, là bởi vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là cô ấy muốn ông ấy giúp đỡ Tô Thương. Nếu Tô Thương gặp rắc rối ở núi Võ Đang, có ông nội ở đó thì có thể giảm bớt áp lực của Tô Thương. Bách Tông Hội Võ, ngày mai sẽ bắt đầu. Mấy ngày nay, có rất nhiều tông phái đã khởi hành, phái ra rất nhiều thiếu niên con trời, cạnh tranh làm người được trời chọn. Toàn bộ giới cổ võ, tất cả đều hành động, thể hiện ra hết sức cạnh tranh của thế giới. 2 giờ chiều. Một đoàn người Tô Thương lái xe 5 tiếng, khoảng cách đến núi Võ Đang càng ngày càng gần. Vốn dĩ. Tô Thương định trực tiếp để Vương Phú Quý lái xe một mạch đến Võ Đang, có điều, Tô Tinh Hà cứ luôn la hét đói bụng, nhất định phải ăn cái gì đó. Không còn cách nào khác, cả đoàn người đành phải đi vào điểm dừng chân gần đó, ăn một ít đồ ăn đơn giản. Sau khi ăn uống no nê, đoàn người Tô Thương liền chuẩn bị rời đi, định tiếp tục lên đường. Có điều lúc này, Tô Thương bỗng nhiên phát giác được, có hai người cách đó không xa, cứ luôn nhìn mình chằm chằm. Hai người này, một nam một nữ, tất cả đều đã có tuổi, ít nhất cũng già trên 80 tuổi rồi. Ông lão kia, mặc bộ đồ luyện công màu trắng, bà lão thì mặc trang phục bà già tối màu. Hai người bọn họ, ẩn giấu khí tức rất kỹ, nhìn qua giống như là những người già bình thường, không có chút chân khí nào để lộ ra bên ngoài, nhưng cũng không thể giấu được con mắt của Tô Thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.